Hạ Nhi tan làm thì ghé vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua một chiếc đùi gà rán. Đây là món ăn mà con gái cô thích nhất. Về đến nhà, nhìn thấy đứa con gái 3 tuổi đang ngồi chơi ở sân. Hạ Nhi vui vẻ cầm túi đồ ăn đến chỗ con. Dưa hấu của mẹ đang chơi cái gì thế con? Đứa bé nghe thấy mẹ thì vui mừng mà reo lên. À mẹ Nhi về, mẹ Nhi ơi, dưa hấu nhớ mẹ lắm. Hứa... Mẹ mới chỉ đi làm có một ngày thôi mà nhớ mẹ thế sao? Mẹ cũng nhớ dưa hấu của mẹ lắm đây này. Dưa hấu ở nhà chơi có ngoan không con? Dạ, ngoan lắm mẹ ạ. Giỏi quá, hôm nay mẹ có mua cho dưa hấu món quà mà con thích nhất đây này. Vừa nói, Hạ Nhi vừa đưa túi đồ ăn cho con. Dưa hấu đưa hai tay nhận túi đồ mà không ngừng vui sướng. Wow, đôi gà rán, con cảm ơn mẹ Nhi nhiều nhé, trông ngon quá. Giờ hấu đi vào rửa tay đi rồi mới được ăn nhé con. Dạ mẹ, con vào rửa liền đây. Nói rồi, con bé chạy lon ton vào nhà rửa tay, sau đó quay lại cầm chiếc đùi gà ăn một cách ngon lành. Hạ Nhi nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của đứa con gái bé bỏng mà không cầm được lòng. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc con, mà nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cái khoảnh khắc mà cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Cách mà tạo hóa đã đem đến cho cô một thiên thần bé bỏng là dư hấu bốn năm trước một đêm bao nhiêu ba trăm triệu gái đứng đường mà đòi giá ba trăm triệu sao có phải là hơi đắt quá không tôi vì tôi còn là gái trinh còn trinh cũng không tới cái giá đó chứ tôi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ nếu anh đồng ý thì chúng ta đi còn không anh đi ra chỗ khác đi để tôi còn tìm khách khác Người đàn ông cười nhếch mép Rồi hất cầm về phía chiếc xe ô tô của anh đang đỗ ở đằng kia Chốt Anh chuyển tiền cho tôi luôn đi Rồi chúng ta đi Anh ta nghe xong Thì quay lại nhìn cô gái cười Cô sợ tôi lừa cô à Thời đại bây giờ Người xấu người tốt lẫn lộn Nên tôi làm vậy cho chắc chắn thôi Khẩu khí lắm Vậy cô đọc số tài khoản đi Cô gái đọc số tài khoản cho người đàn ông trước mặt mình Đến khi nghe tiếng tinh tinh Cô kiểm tra xong thì ngạc nhiên Anh chuyển nhầm cho tôi 100 rồi này Tôi bo thêm cho cô đấy Bây giờ đi thôi Cảm ơn anh nhiều nhé Cô gái khẽ trả lời rồi theo chân anh ta Người đàn ông lái xe đến một bờ biển Anh dừng xe Lấy ra một chai rượu vang Rồi hỏi cô gái ngồi bên cạnh Cô làm một ly chứ Xin lỗi tôi không biết uống rượu Ừm vậy thôi tôi không ép nhưng tại sao chúng ta lại đến đây tôi tưởng là phải đến nhà nghỉ hay là khách sạn gì chứ chẳng phải là cô bảo rằng cô vẫn còn trinh sao nếu là lần đầu thì không phải nên chơi lãng mạn như thế này à vâng vậy thì tùy anh tôi sao cũng được nhưng anh có thể nhanh lên không tôi còn phải đến bệnh viện với mẹ tôi nữa tôi tưởng số tiền đó là để mua cô cả đêm nay chứ không được đâu lát nữa tôi phải vào bệnh viện với mẹ tôi rồi được rồi thế cô tên là gì hạ nhi cô không hỏi tên tôi sao không cần đâu ạ à. dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là một cuộc mua bán trao đổi thôi sau đêm nay tôi sẽ cố quên đi tất cả nên chăng tôi cũng không cần biết tên anh là gì đâu có vẻ là cô đang bất cần lắm nhỉ thế cô không sợ tôi sao tôi có võ đấy nên anh muốn hại tôi thì e là hơi khó anh nên cân nhắc cho kỹ anh bật cười nhìn cô anh không ngờ một cô gái bán thân kiếm tiền mà lại mạnh miệng và gan lì như thế anh bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái ngồi trước mặt mình anh từ từ cởi từng nút thắt trên chiếc áo sơ mi cô gái ngồi bên cạnh thấy vậy thì cũng tự giác cởi quần áo của mình rồi nhắm mắt lại uống hết ly rượu vang trên tay anh từ từ hôn lên cổ cô cô gái sợ hãi mà bắt đầu run lên dù vậy nhưng khi nghĩ đến mẹ mình đang nằm ở bệnh viện Và số tiền mà cô kiếm được sau đêm nay Cô cố gắng bình tĩnh Cắn răng chịu đựng Rồi bám hai tay thật chặt vào ghế xe Đừng gầu như thế Thả lòng ra chút nào Cô gái ấp úng nói giọng van xin Lần đầu của tôi Nên xin anh hãy nhẹ nhàng một chút Anh ta nghe xong Không nói gì Mà chỉ nhếch môi cười Vậy là anh và cô đã làm tình với nhau ngay trên xe ô tô. Khung cảnh ở nơi đây thật yên bình. Từng đợt sóng biển vỗ nhẹ nhàng, gió trời nhẹ nhẹ luồn qua khung cửa kính nơi có hai thân thể đang cuốn lấy nhau. Anh từ từ hôn nhẹ lên môi, lên cổ, rồi từ từ mân mê từng chút trên cơ thể cô. Sau khi biết cô còn trinh đúng như những lời cô đã nói, anh bắt đầu nhẹ nhàng với cô hơn. Anh tôn trọng cô và không muốn cô cảm thấy bị tổn thương anh coi cô như người yêu thực sự hiếm có người đàn ông nào đi chơi gái mà lại tử tế được như anh nhìn thấy người con gái trước mặt vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại càng khiến cho anh vui vẻ và thỏa mãn hơn xong việc hai người nằm ôm nhau được gần một tiếng thì cô gái đó đẩy anh ra rồi mặc quần áo vào cô vội như vậy sao ở lại với tôi tới sáng tôi trả thêm tiền cho cô không được đâu tôi phải đi đây Cảm ơn vì số tiền 100 triệu anh chuyển thêm nhé. Chào anh, tôi đi đây. Ơ kìa. Cô gái nói xong thì nhanh chóng rời đi. Anh định chạy theo để hỏi địa chỉ nhà cô nhưng anh chợt nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo. Vậy là anh đành phải nhìn theo bóng dáng đang khuất xa dần của cô. Ngoài cái tên Hạ Nhi ra thì anh chẳng còn biết thêm gì về cô nữa. Còn cô, ngay đến cả tên của anh cô cũng không biết. Anh tên là Hoàng Phong là giám đốc của một công ty giải trí nổi tiếng công ty vốn là của bố anh nhưng vì nhà chỉ có một mình anh nên sớm muộn gì nó cũng sẽ là của anh thôi bố anh vẫn chưa tin tưởng vào năng lực của con trai mình nên vẫn chưa giao cái vị trí chủ tịch của mình cho anh đã thế thời gian gần đây công ty lại dính vào bê bối lừa đảo làm mất hết cả danh dự nếu như không có gì thay đổi thì công ty sẽ phải đóng cửa trong một thời gian dài để tránh gây xôn xao dư luận. Đứng trước tin đồn công ty giải trí Hoàng Phong sắp phá sản, cô bạn gái 5 năm của anh đã nhẫn tâm phản bội anh mà đi theo một người đàn ông giàu có khác. Áp lực vì bị ông bố trách mắng không làm tốt nhiệm vụ, cộng thêm việc bị người yêu bỏ rơi, Hoàng Phong rơi vào suy tư. Nguyên một tuần liền, anh không ăn uống được gì. Đầu óc cứ nặng chịu hết cả lên, anh không biết phải làm cách nào để có thể vực dậy công ty anh tìm đến người bạn thân để tâm sự thì người bạn đó bảo anh đi giải đen nhưng giải đen này nó là lắm người bạn thân bảo anh là đi chơi gái anh thấy bạn mình nói vô lý quá thì cũng không bận tâm đến việc giải đen hay gì nữa thế mà lúc đi qua quan phố nơi các cô gái bán dâm đứng đầy đường vẫy tay để mời khách thì ánh mắt anh lại vô tình va phải cô gái đó cô gái có dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp Không cần trang điểm đang đứng thu mình Ở một gốc cây lớn Anh nổi hứng đi đến phía cô gái đặc biệt kia Và cuối cùng giao dịch thành công 400 triệu Cho một lần mua trinh tiết Của người con gái Đúng là khá chắc Nhưng không hiểu sao Hoàng Phong vẫn sẵn sàng vung tiền ra như vậy Điều đáng nói là Sau cái đêm mua vui đó Anh lại có ấn tượng với cô gái Nhưng lại không có cách nào để tìm ra cô còn cô gái mà chúng ta muốn nói ở đây là hạ nhi hạ nhi sinh ra trong một gia đình nghèo khó từ khi cô còn nhỏ bố cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan vốn dĩ căn bệnh của bố có thể sẽ được chữa khỏi vì mới ở giai đoạn đầu khối u còn nhỏ nhưng vì nhà nghèo tiền ăn còn không lo nổi thì lấy đâu ra mấy trăm triệu để chữa bệnh cho bố có bán nhà thì cũng không đủ vậy là hai mẹ con cô đành phải ngậm đắng nuốt cay Nhìn bố đau đớn trên giường bệnh Rồi từ từ ra đi Bố mất hai mẹ con cô nương tựa vào nhau Mà sống cho qua ngày Cho đến năm cô 20 tuổi Sóng gió lại một lần nữa ập đến Mẹ cô cũng bị mắc căn bệnh ung thư gan Giống bố Cũng là giai đoạn đầu Và khối u còn đang rất nhỏ Cô không muốn số phận của mẹ cô giống với bố Cô chỉ còn một mình mẹ là người duy nhất Nhưng Cô biết kiếm đâu ra số tiền mấy trăm triệu Để cứu mẹ bây giờ hết cách Cô đành phải bán thân kiếm tiền Sau khi đã giao dịch thành công Hạ Nhi vội vã Đi rút tiền Rồi chạy đến bệnh viện với mẹ Có tiền mẹ cô được phẫu thuật Và sức khỏe dần hồi phục Cứ nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng Cũng đã kết thúc Và cô chẳng còn dính líu gì đến anh chàng Tình một đêm đó nữa Thế nhưng thật là chớ trêu Cái đêm bán thân hôm đó Anh đã không dùng đồ bảo hộ Còn cô cũng chủ quan vì nghĩ lần đầu chắc không có vấn đề gì Nên cũng không uống thuốc tránh thai Cho đến khi cô chậm kinh hai tháng liên tục Trong lòng cô nôn nóng Và sốt ruột đi mua que thử thai Cầm cái que thử thai hai vạch đỏ chót trên tay Cô gục ngã và không biết nên làm gì Cả ngày hôm đó Hạ Nhi ngồi khóc nức nở trong nhà vệ sinh Cho đến khi mẹ cô gọi Cô mới bước ra ngoài Cô lo sợ không biết nên nói với mẹ như thế nào con gái, con làm sao vậy? Mẹ, mẹ ơi." Hạ Nhi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. "Sao vậy con? Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe xem?" "Mẹ ơi, con con có thai rồi. Con phải làm sao đi mẹ?" Mẹ cô nghe xong thì cũng lặng người, như thể không tin những gì mà con mình vừa nói. "Có có thai? Sao lại như thế được? Con còn chưa có người yêu cơ mà. Là của ai?" tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy được chứ mẹ ơi con xin lỗi không phải con chơi bời hư hỏng gì đâu vậy tại sao con nói cho mẹ biết đi Hạ Nhi bố của đứa bé là ai sau đó Hạ Nhi đã bình tĩnh kể lại cho mẹ mình nghe nguồn gốc số tiền mà cô có được để chữa bệnh cho mẹ chính là từ việc cô bán thân mẹ cô nghe xong thì ôm con gái mà khóc nức nở bà vừa khóc vừa tự trách tại sao vậy chứ Tại sao con phải làm chuyện như vậy? Mẹ xin lỗi, là tại mẹ, tại mẹ không tốt, mẹ hại con rồi. Không phải lỗi do mẹ đâu, là do con không cẩn thận, do con chủ quan, con sẽ bỏ đứa bé, con sẽ không để nó làm liên lụy đến mẹ con mình đâu. Mẹ cô nghe con gái nói như thế thì phản đối. Sao lại phải bỏ đứa bé? Đứa bé có tội tình gì đâu? Mẹ không cho phép con làm chuyện thất đức như vậy đâu. Nhưng con biết phải làm sao đây hả mẹ? Ngay cả bố đứa bé là ai con cũng không biết Bây giờ con sinh nó ra Thì họ hàng làng xóm Rồi bạn bè Họ sẽ nghĩ con như thế nào đây chứ? Con đừng có ý kỷ như vậy Con vì những lời bàn tán của mọi người Mà chấp nhận bỏ đi một sinh linh bé nhỏ hay sao Tất cả rồi sẽ có cách giải quyết thôi Vậy bây giờ con về làm sao đây hả mẹ? Con cứ sinh đứa bé ra rồi cả hai mẹ con mình sẽ nuôi nó dù gì từ trước đến nay nhà cũng chỉ có hai mẹ con bây giờ có thêm một thành viên nữa không phải sẽ vui hơn sao vậy là dưới sự khuyên ngăn của mẹ hạ nhi đã quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra cũng phải nói cuộc sống của hai mẹ con hạ nhi bắt đầu vui vẻ và nhộn nhịp từ khi có sự xuất hiện của dưa hấu khi dưa hấu được một tuổi Cô để con bé ở nhà cho bà trông Còn cô thì ra ngoài làm việc Vì bằng cấp không có Chỉ tốt nghiệp cấp 3 Nên Hạ Nhi cũng chỉ làm những công việc Bán thời gian đủ để trang trải Cho cuộc sống Và lo cho con gái được đầy đủ nhất Công việc của cô nay đây mai đó Không cố định Nhưng mỗi khi về nhà Nhìn thấy nụ cười tươi giói trên gương mặt ngây thơ của con Thì mọi muộn phiền Bỗng chốc tan biến Thời gian cứ trôi qua yên bình và bằng lặng như thế cũng được 4 năm rồi. Con gái của Hạ Nhi năm nay cũng đã được 3 tuổi. Nhưng cho đến bây giờ, ngay cả bản thân cô cũng không biết bố của con là ai. Trước đây, cô cứ nặng nặc muốn bỏ con đi. Nhưng không ngờ, sau khi sinh con ra, nhìn thấy gương mặt thiên thần của con, bỗng trông cô thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Nếu như năm đó cô vẫn một mực chọn cách bỏ con thì có phải cô đã phạm một tội tài đình rồi không bây giờ đối với cô con gái như bảo bối vô giá và là chỗ dựa tinh thần giúp cô vực dậy những lúc mệt mỏi trước đây cô cũng đã làm đủ mọi cách để tìm ra người đàn ông đã qua đêm với cô lần đó nhưng tìm mãi cũng chẳng có tung tích gì vì ngay đến cả tin anh ta cô còn không biết dần dần cô cũng không còn ý định tìm anh ta nữa thậm chí cô còn mong anh ta sẽ không xuất hiện vì cô sợ anh ta sẽ mang con gái của cô đi đối với cô người đàn ông đó là ai không còn quan trọng nữa hạ nhi cứ ngồi ngây ngốc nhìn con gái ăn ngon lành cho đến khi mẹ cô ở trong nhà bước ra lên tiếng hỏi thì mới khiến cô giật mình đi làm về sao không vào nhà tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi con dạ nãy con mua cho con bé cái đùi gà đợi tí ăn xong rồi con đưa nó đi tắm luôn mẹ ạ mẹ cô bắt đầu ngồi xuống hỏi về công việc hàng ngày của cô ngày nào cũng vậy cứ mỗi khi hạ nhi đi làm về mẹ cô lại hỏi han ân cần hạ nhi vốn dĩ xinh đẹp bây giờ không chồng mà lại có con hàng xóm ở xung quanh trước mặt thì tỏ ra quan tâm nhưng sau lưng thì cứ thầm thì to nhỏ họ nói hạ nhi hư hỏng nói dư hấu là đứa trẻ không cha cứ mỗi lần như thế Nhi lại né tránh đi ánh mắt xăm soi của mọi người Họ có thể nói cô như thế nào cũng được Nhưng cô không muốn con gái mình bị tổn thương Đứa trẻ ấy không có tội tình gì Để nó sinh ra Nhưng không biết mặt bố mình là ai Đã là một thiệt thòi lớn Hạ Nhi cũng vì áp lực Bởi những tin đồn đó Mà cô phải thay đổi chỗ làm liên tục Cứ cô làm việc ở đâu Được một thời gian kiểu gì cũng sẽ có người bàn tán về mẹ con cô. Đâu đó xung quanh đây vẫn còn có những người ghen ghét, ghét với nhan sắc của Hạ Nhi, mặc dù bản thân cô chẳng có gì cả. Lá thế lại còn nghèo. Những người tế nhị họ sẽ tì thầm to nhỏ với nhau, còn những kẻ sỗ sàng thì bất chấp nói thẳng vào mặt cô. Đã nhiều lần, cô vì không nhịn được sự bàn tán của mấy bà hàng xóm mà lao vào cố xé lẫn nhau. Kết quả là mọi người lại đồn đoán Hạ Nhi đã không chồng có con Bây giờ lại thêm cái tính hỗn xược láo tuét Dù cô có như thế nào Thì cũng không làm hài lòng được tất cả mọi người Bất lực cô đành gạt bỏ Không quan tâm đến những lời bàn tán Mà chỉ lo việc kiếm tiền Kiếm việc làm để nuôi dưa hấu khôn lớn Sắp tới con gái cô còn với đi học mầm non Lại thêm một khoản tiền Mà Hạ Nhi phải gánh vác Cảm giác mệt mỏi Tủi thân cứ bao trùm lấy cô không có một phút giây ngơi nghỉ. Nhiều lúc cô cứ ngẩng mặt lên trời mà kêu than. Sao ông trời lại bất công với con như vậy? Con đã làm gì sai để ông phải trừng phạt con mãi như vậy? Nhưng rồi khi về nhà, nhìn thấy nụ cười tươi giói của đứa trẻ kia, nhìn thấy sự vô tư, hồn nhiên đang vui đùa, cô lại mỉm cười rồi cố dặn lòng. Thôi thì cố gắng vậy, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần con ở bên cạnh, mẹ nhất định sẽ cố gắng gần đây hạ nhi đang làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tạp hóa công việc khá nhàn nên lương cũng không được cao nhưng điều khiến cho hạ nhi lo lắng nhất là việc ông chủ của cửa hàng lại là một lão già dê sồm có tiếng lão ta đã có vợ đẹp con khôn nhưng lại luôn thích dòng ngó và chiêu ghẹo mấy đứa con gái trong xóm hay là nhân viên trong chính cửa hàng lão chẳng kể già hay trẻ cứ để lão bắt gặp là y như rằng lão lại dở cái giọng ve vãn, trêu đùa, chọc ghẹo. Vợ lão ta cũng đâu có vừa, cũng thuộc dạng điêu hoa nhất xóm. Nhưng nào đâu có chị được cái thói háu gái ra mặt của lão ta đâu. Đã bao lần bà vợ bắt tận tay, dây tận chán, cảnh chồng bà cười đùa, trêu chọc mấy đứa nhân viên trong cửa hàng. Bà chửi rủa, mắng nhiếc, thậm chí còn đánh lão ta. Nhưng lão cũng đâu có chừa Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà biết làm sao được ban đầu hạ nhi vào làm việc ở đây cô cũng lo lắm nhưng cô có võ mà bỗng chốc cô lại tự tin hơn hẳn đã thế từ cái đợt trêu ghẹo bé nhân viên của quán khiến bé phải nghỉ việc thì bà vợ chẳng cho lão ta bén mảng đến đây nữa hạ nhi cũng an tâm hơn hẳn hàng ngày bà vợ thỉnh thoảng sẽ ghé đến quán đi qua đi lại vài vòng cho có lệ xong rồi lại về nhà lúc cần thì bà sẽ nhìn rồi nói qua cam nhưng cũng chỉ được một thời gian lão chồng bà ở nhà không được ngắm gái hay buông ra những lời bông đùa thì lại bứt rứt không chịu được nay được dịp bà vợ về quê thăm nhà mấy hôm lão già ấy lại đến cửa hàng thường xuyên và đương nhiên khỏi cần phải nói cũng biết lão ta đã để ý đến nhan sắc của hạ nhi ngay từ những ngày đầu thế nhưng hạ nhi cũng không phải hạng dễ đối phó Vừa bước vào cửa hàng Nhìn thấy Hạ Nhi đang đứng ở quầy Lão vòng tay ra đằng sau lưng Rồi đi qua đi lại Vừa cười vừa đùa cháu kẹo Chứ con cái nhà ai mà xinh xẻo thế này Cháu con bà Năm ở cuối xóm ạ à? Ơ ờ kìa sao lại là cháu Trông anh già như thế sao Dạ cũng không hẳn ạ à, Nhưng phận là nhân viên Thì cũng nên tôn trọng người làm chủ ạ à. Cô em lại khích sáo quá Mà sao xinh đẹp như thế này mà làm nhân viên bán hàng thì quá phí. Tầm cỡ em, phải làm diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng mới hợp được. Vâng, ông chủ quá khen rồi ạ. Anh nói thật đấy, hay là cô em đây muốn tiền không? Già dạ, tiền thì ai mà chẳng muốn ạ? Lão già nghe đến đây thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Lão tiến đến gần quầy thu ngân, nhìn Hạ Nhi bằng đôi mắt dây sổm. Thế có muốn tiền của anh không? Chỉ cần cô em đi cho anh sờ một tí thôi là em sẽ có tiền ngay Lão ta vừa nói vừa nháy mắt với Hạ Nhi Hạ Nhi nghe những lời nói kinh tẩm ấy thì tỏ ra chán ghét Cô đặt cây bút trên tay xuống rồi cố nặn ra một nụ cười Tay chỉ chỉ về phía cam ở góc Bà chủ chắc là đang nhìn ông chủ ở đằng kia đấy ạ à? Lão ta bất giác giật mình Lão thu lại nụ cười chiêu ghẹo Đứng thẳng người Tỏ vẻ nghiêm túc khác hẳn với hình tượng ban nãy à thì ra cũng chỉ giả vờ hỏi thử xem nhân viên làm việc ở đây như thế nào thôi thôi ta về đây nhớ làm việc cho chăm chỉ đấy lão ta nói xong thì nhìn vào cam cười cười rồi nhanh chóng ra về hạ nhi trông thấy thế thì chép miệng lắc đầu mê gái cơ mà vẫn sợ vợ bó tay liên tục mấy ngày sau đó Ngày nào lão già ấy cũng đến cửa hàng Rồi làm phiền Hạ Nhi Lão cứ cố tình nói ra những câu từ ve vãn Chiêu ghẹo cô Lão khen cô đẹp Cô trẻ Lão dùng tiền dụ dỗ cô Nhưng tất cả đều bị cô gạt phăng đi Và không quan tâm Cứ mỗi khi thấy lão ta có ý định tiến đến gần Thì Hạ Nhi lại lấy lý do để tránh xa lão ta Khó lắm Cô mới kiếm được một công việc phù hợp Nên cô không muốn giảm ảnh hưởng đến nó và lại cô cũng sợ bị mang thêm nhiều điều tiếng xấu Có khi người ta lại đồn thổi cô dùng nhan sắc Để mê hoặc ông chủ nữa Sống ở trong cái xóm 9 người 10 ý như thế này Tốt nhất là nên tránh xa mọi phiền phức Để không rước họa vào người Hạ Nhi cũng đã kể chuyện cô bị ông chủ quấy rối cho mẹ mình nghe Bà lo lắng và bắt cô nghỉ việc Nhưng cô bảo cô sẽ tự có cách bảo vệ bản thân mình Cô bảo mẹ cứ yên tâm và không cần lo cho cô, cứ nghĩ chỉ cần Hạ Nhi vất lờ thì mọi chuyện sẽ không sao nhưng cô đã lầm. Lão già đó không thao túng tâm lý được Hạ Nhi thì quay sang dùng hành động. Lão ta không thể cưỡng lại được nhan sắc của Hạ Nhi nên đã cố tình đi lướt qua sau lưng rồi vung tay chạm vào cô, giật mình và sợ hãi với hành động quá đáng của ông chủ. Mặt cô cắt không còn một giọt máu mà kêu lên. Lão già này, ông đang làm cái gì vậy hả? Ông có tin tôi mách bà chủ không? Cái con bé hỗn xược này, mày làm công cho tao mà mày dám quát tao hả? Mày có tin tao tát vỡ mồm mày không? Ngon thì nhào vào. Hạ Nhi không có chút sợ hãi mà vinh mặt đáp trả. Bình thường, cô chắc chắn sẽ bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện. Nhưng đối với những lão già hám gái như lão ta, thì cô không cần giữ hình tượng nữa. Ông ta nghe thấy Hạ Nhi khẩu khí như vậy, thì cũng rén ngang mày mày cút khỏi ngay đây cho tao lúc này hạ nhi cũng không chịu nổi hành động đi quá giới hạn của lão nữa nên đã cởi chiếc tạp dề trên người tiến đến rồi ném thật mạnh xuống bàn không cần phải đuổi tôi tự đi nói xong hạ nhi vinh mặt bước ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của ông chủ lúc ở trong cửa hàng thì dũng mãnh như thế nhưng đến khi trở về nhà thì Hạ Nhi không khỏi chán nản mà thở dài Tệ thật Chỉ muốn yên ổn Mà làm việc kiếm tiền mua sữa cho con thôi Cũng không yên Bao giờ mình mới khá nổi đây Mẹ của Hạ Nhi thấy con gái Đi làm về sớm như vậy Thì cũng ngạc nhiên mà hỏi Con nhọc hay sao mà đi làm về sớm vậy Hạ Nhi thở dài Lê thê bước đến ngồi sụp xuống đất Con nghỉ việc rồi mẹ Sao thế Cái ông sáu lùn ấy vẫn chọc phá hả con dạ hôm nay ông ta còn tính sàm sỡ con đi nữa mẹ lão già khốn kiếp tại con không có tiền nên mới chịu nhục chứ thử có tiền xem còn xé xác lão ta thành trăm mảnh cho mẹ xem thôi thôi con ơi không làm chỗ này thì làm chỗ khác công việc bây giờ thiếu gì con không có bằng cấp gì nên cũng khó xin việc mẹ chán thật đấy à mà dư hấu đâu rồi mẹ con bé ăn xong thì ngủ đến giờ chưa dậy Dạ vậy cứ để nó ngủ đi ạ Chắc con thử lang thang Lên thành phố xem có công việc gì phù hợp không Ừ Cố gắng đi con Đi rồi nhớ về sớm nhé Mẹ ở nhà đợi cơm đấy Dạ Từ đây lên thành phố cũng gần mà mẹ Có 20 phút thôi Thôi con tranh thủ đi đã Cũng đã gần 2 giờ chiều rồi Ừ cẩn thận nhé con Vâng ạ Cuối cùng Hạ Nhi cũng quyết định lên thành phố Để kiếm việc làm cũng đã lâu lắm rồi Cô chưa quay trở lại nơi đây Kể từ cái lần bán thân 4 năm trước Có thể là rất khó tin Nhưng từ lúc mang bầu Đến khi dư hấu được 3 tuổi Hạ Nhi chỉ có loanh quanh ở nhà Hoặc là đi lại trong xã thôi Chứ cũng chẳng mấy khi lên thành phố Sắp tới con gái cô đã bắt đầu đi học Hạ Nhi dự tính Sẽ cho con học ở trường thành phố Sau đó cô sẽ tìm một công việc trên này để tiện cho việc đưa đón con bé. Sau 4 năm mới quay trở lại, khung cảnh nơi đây cũng khác xưa quá nhiều. Bước xuống từ chiếc xe buýt, Nhi lang thang trên con đường rộng lớn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đi một vòng, cuối cùng cô dừng chân trước một công ty giải trí rộng lớn đang treo một tấm biển. Công ty giải trí Hoàng Phong. Tuyển nhân viên quét dọn, lương khởi điểm 7 triệu, thời gian 6 giờ trên ngày. Hạ Nhi suy ngẫm một hồi lâu Thời gian và mức lương như thế cũng tương đối ổn Nên cô quyết định vào phỏng vấn để xin việc May mắn cô đã được nhận Nhưng cô vẫn phải thử việc một tuần xem có phù hợp hay không Công việc của Hạ Nhi là quét dọn tất cả văn phòng Ở tầng 2 Còn tầng 1 thì do một người khác phụ trách Mỗi ngày cô làm việc 6 tiếng Buổi trưa ăn cơm trưa tại công ty Chiều 4 giờ rưỡi về nhà thì cô tranh thủ tắm rửa ăn uống, sau đó thì vào phòng chơi với con gái. Mỗi ngày cô đều lặp đi lặp lại lịch trình như vậy. Lâu dần, cô cũng bắt đầu quen với công việc. Sau một tuần, cô quyết định ký hợp đồng làm việc 6 tháng với công ty. Thời gian cứ trôi qua bình yên như thế, Hạ Nhi cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn trước rất nhiều. Hôm nay là ngày Hạ Nhi đưa bé Dư Hấu đến trường mầm non để nhập học. Mới 6 giờ sáng, cô đã thức con gái dậy vệ sinh cá nhân. Ăn sáng rồi sau đó Thì thay quần áo để đến trường Ngồi trên xe buýt Con bé cứ há hốc mồm Vì những cảnh vật ở thành phố Đây là lần đầu tiên dưa hấu Được đi ra khỏi xã mình Đến một thành phố mới Nhìn khắp nơi đều là xe cộ Cây cối, nhà cao tầng Nên con bé cứ lý lo suốt cả chặng đường Cùng thời điểm đó ở sân bay Hoàng Phong cũng đã trở về Sau một tháng đi công tác ở nước ngoài Anh kéo chiếc vali ra đến sảnh thì phía trước anh trợ lý cũng chạy đến chào hỏi. Giám đốc về rồi ạ. À. Tôi còn tưởng sang tuần giám đốc mới về cơ mà. Lịch trình có chút thay đổi nên tôi về trước một tuần. Ở đây mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Dạ, tất cả đều bình thường ạ. À. Cô Diệu có biết hôm nay giám đốc về không ạ? À? Cái đó tôi cũng không biết. Có chuyện gì sao? Dạ mấy hôm trước cô Diệu có gọi điện cho tôi hỏi xem bao giờ giám đốc về nhưng tôi bảo lịch trình chưa chắc chắn Nên phải chờ giám đốc thông báo đã Cô ấy bảo tôi bao giờ giám đốc về Thì báo lại với cô Kệ cô ấy đi Cậu không cần phải thông báo lịch trình của tôi cho cô ấy làm gì Nhưng chẳng phải giám đốc và cô Diệu Sắp làm lễ đính hôn sao ạ à? Chẳng qua cũng vì lợi ích của công ty Nên bố tôi Mới ép tôi lấy cô ta thôi Cậu theo tôi bao nhiêu năm nay Cậu cũng thừa biết mà Cô ta không phải gu của tôi đâu Thế tôi hỏi ngoài lề giám đốc một chút nhé giám đốc thích kiểu người con gái như thế nào ạ à? thì kiểu hiền lành nói chuyện dễ thương mà nói chung tôi cũng không biết nữa miễn không phải rượu là được rồi ơ ờ, sao lại như thế ạ à? thì cậu cũng thấy rồi đấy bản chất cô ta cao ngạo tự tiên thái quá vốn dĩ cô ta cũng chẳng ưa gì tôi đâu nhưng cái tính chiếm hữu của cô ta quá cao nên mới muốn có được tôi thôi dạ tôi hiểu Thôi, giám đốc đưa hành lý, tôi xách cho ạ. Ừ, chúng ta về công ty thôi. Giám đốc không về nhà trước à? Bố tôi đang ở nhà mà, đúng không? Mới sáng sớm như thế này, ông ấy chắc cũng chưa đến công ty đâu. Tôi không muốn chạm mặt với ông ấy. Vâng ạ. Hoàng Phong sau cái đêm mặn nồng với cô gái lạ ấy thì sau đó một tuần có một công ty lớn đã ký hợp đồng đầu tư và cứu rỗi công ty anh trước bờ vực thẳm. Đó cũng chính là công ty của bố Diệu. Cô gái dự định sắp tới sẽ là vị hôn thê của Hoàng Phong. Sau cái đêm khó quên ấy, thỉnh thoảng Hoàng Phong vẫn nhớ đến Hạ Nhi, nhớ đến cái gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng của cô, nhưng anh lại chẳng biết tìm cô ở đâu giữa cái thành phố rộng lớn này. Cũng đã 4 năm rồi. 4 năm qua, Hoàng Phong vẫn mong sẽ có một lần được gặp lại cô gái đặc biệt hôm đó bây giờ anh cũng đã gần phải kết hôn rồi nhưng cô gái đó không phải người con gái anh yêu đó là một cuộc hôn nhân ép buộc của bố anh nếu như không có bố của diệu ra tay giúp đỡ thì lúc này công ty của gia đình hoàng phong cũng đã phải đóng cửa để tăng thêm mối thân thiết và bền chặt giữa hai công ty họ quyết định cho con của mình kết hôn với nhau trợ lý của hoàng phong đang lái xe đưa anh trở về công ty đến đoạn đường không có vạch qua đường bỗng có một đứa trẻ chạy ngang qua khiến cho chiếc xe phanh gấp đứa trẻ hoảng sợ mà khóc ầm lên mẹ của cô cũng chạy đến đỡ lấy con hoàng phong bị cú phanh gấp bất ngờ khiến đầu của anh đập vào ghế có chuyện gì vậy luân dạ xin lỗi giám đốc có một đứa bé bất ngờ chạy qua đường nên tôi phanh gấp xuống xe xem đứa bé có sao không vâng ạ Trợ lý bước xuống xe, hớt hải chạy đến chỗ hai mẹ con đang ôm chầm lấy nhau. "Xin lỗi cô, đứa bé có sao không ạ?" À? Cô gái ôm chầm lấy đứa bé đang hoảng sợ trong lòng trả lời, "Dạ không sao đâu ạ. À. Tôi mới là người phải xin lỗi anh, con tôi chạy nhảy lung tung quá, tôi xin lỗi anh nhiều." Nói rồi, cô quay sang con gái mình. "Dư Hấu ngoan không được khóc nữa, là lỗi của con tự ý chạy ra đường mà, sao con lại khóc, nín đi mẹ thương." Nói xong thì cô ôm đứa bé vào lề đường Nhưng vẫn không ngừng an ủi Thôi không khóc nữa mà Con nín đi rồi mẹ đưa con đến trường nhận lớp nào Sắp đi học đến nơi rồi mà còn khóc nhè là hư lắm nhá Dưa hấu nghe mẹ nói thì lại càng khóc to hơn Mẹ ơi con xin lỗi Là con sai Con tự ý chạy ra đường Con sai rồi Không sao không sao Con nín đi không khóc nữa nhá Hoàng Phong ngồi trên xe thấy trợ lý lâu trở lại thì cũng bước xuống xe hỏi thăm tình hình sao rồi luân họ có bị thương không có cần đến bệnh viện không già dạ, không sao giám đốc ạ nhưng đứa bé khóc quá chừng tôi đang chờ xem có vấn đề gì không hoàng phong nghe nói vậy thì cũng điềm tĩnh tiến đến chỗ hai mẹ con hỏi thăm tình hình đứa bé có sao không có cần đưa đến bệnh viện không không sao đâu ạ con bé hạ nhi vừa nói vừa quay lại thì cô đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt Trái tim cô bồi hồi Mà đập liên hoàn Người đàn ông Mà cô tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay Người bố của con cô Đang ở trước mặt cô Cô ngập ngừng mà không nói nên lời Cô phải làm sao bây giờ đây Cô nên nói gì với anh ta bây giờ Hạ Nhi từ bất ngờ Chuyển qua sợ hãi Trái ngược với cảm xúc của Hạ Nhi Hoàng Phong sau khi nhìn thấy cô Thì cảm thấy rất vui mừng là cô sao anh như một phản ứng tự nhiên Hạ Nhi nhanh chóng giấu con gái mình ra đằng sau lưng Hoàng Phong thấy vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên con bé nó là con cô hả ừm con tôi cô có chồng rồi sao tôi phải có chồng thì mới có con được chứ thôi tôi đi đây chào hai anh này khoan đã cứ thế Hạ Nhi bế con gái rồi dạo bước thật nhanh không kịp để Hoàng Phong nói thêm câu nào hoàng phong đứng chôn chân tại chỗ khuôn mặt có chút thoáng buồn vì sau từng ấy năm gặp lại người con gái ấy bây giờ đã có chồng có con lớn như vậy anh có chút thất vọng mà đứng thần người nhìn theo bóng lưng hai mẹ con hạ nhi cho đến khi anh trợ lý lên tiếng thì anh mới hoàn hồn giám đốc chúng ta đi thôi ạ à à ờ à, ừ, đi thôi hoàng phong trên đường đến công ty mà rụt gan cái nóng phừng phừng không hiểu sao anh lại có cảm giác hụt hẫng như vậy Dù sao cũng chỉ là tình một đêm Bây giờ cô ta có chồng có con Thì cũng là chuyện bình thường Sao anh phải buồn cơ chứ Anh cũng sắp kết hôn rồi mà Phải chăng do lần đầu Anh qua đêm với gái lạ Nên là có ấn tượng Hay anh đã thích Hạ Nhi mất rồi Hạ Nhi bế con vừa đi vừa thất thần Như thể không tin vào mắt mình Có phải là anh ta không Người đàn ông 4 năm trước cô bán thân vào cái đêm định bệnh đó anh ta chính là bố của dư hấu anh ta đã xuất hiện rồi sao mọi thứ đang bình yên sao lại như vậy chứ cứ ngỡ hạ nhi vẫn giữ cái suy nghĩ một mình nuôi con cho đến khoảnh khắc cô gặp lại hoàng phong thì bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc tan biến là một người mẹ cô cũng mong muốn con gái mình có một mái ấm đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác đáng ra gặp phải anh thì cô phải vui mừng mới đúng chứ cô quá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột ấy nên vẫn chưa sẵn sàng đối diện với nó cho đến khi cô quay người ngoảnh lại thì chiếc xe chở hoàng phong đã rời đi thật xa hạ nhi buồn rầu mà thở dài cuối cùng cô lại vụt mất cơ hội tìm bố cho con gái của mình một lần nữa tiếng gọi của con gái đã đưa hạ nhi về thực tại mẹ mẹ ơi chúng ta tới trường thôi à À ờ, ừ, chúng ta đi thôi con." Hạ Nhi lại đưa dưa hấu đến trường để nhập học. Cho kịp buổi sáng, chiều nay cô còn phải đến công ty làm việc, cô sẽ không thể ngờ được, sắp tới cô sẽ phải đối mặt với Hoàng Phong nhiều nữa, vì anh ấy chính là giám đốc mà cô đang làm việc. Hoàng Phong đi đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Diệu ngồi ở chiếc ghế xoay bàn giám đốc. Thấy Hoàng Phong diệu nhanh nhỏ chạy đến ôm lấy anh anh yêu về rồi đi hả em nhớ anh quá hoàng phong né tránh cái ôm từ cô ta rồi nói ra những lời chán ghét thôi em tránh ra đi anh mệt quá ơ kìa sao vậy anh anh không nhớ em hả em đợi anh cả tháng nay rồi đấy anh có bắt em phải đợi đâu sao trách móc anh làm gì anh phũ phàng quá rồi đấy hoàng phong ạ à. đừng quên sắp tới em và anh sẽ kết hôn với nhau đấy ờ anh không quan tâm này Hoàng Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh có tin em mách với bố không? Hoàng Phong nghe đến đây thì càng tức giận hơn. Lúc nào cũng đưa bố ra để làm lá chắn. Sao vậy Diệu? Rõ ràng em biết anh không có tình cảm gì với em. Sao em cứ ép buộc anh phải cưới em làm gì? Nhưng em yêu anh, em muốn được ở bên cạnh anh. Không hề. Em không hề yêu anh. Em chỉ làm thế để thỏa mãn sự chiếu đoạt của em thôi. Thôi, em đi ra ngoài đi. Anh đuổi em đi sao? Thôi được, đã vậy thì em lại càng muốn có được anh. Em sẽ không bao giờ để anh về rời xa em đâu, anh nhớ lấy. Diệu nói xong thì đứng dậy rời đi ngay lập tức. Hoàng Phong ngồi đó vò đầu bứt tai khó chịu trong lòng. Sao mọi chuyện cứ diễn ra không theo ý mình một chút nào vậy trời? Trợ lý ở bên cạnh thấy giám đốc của mình như thế thì cũng chen vào mấy câu nếu đã không yêu sao cậu không từ chối mà còn đồng ý lấy cô diệu làm gì à không đồng ý mà được sao cậu thừa biết cái tính kiên định của bố tôi mà tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu nếu không yêu nhau mà cưới nhau về thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn giám đốc ạ anh nên suy nghĩ cho cuộc đời của mình đi đừng vì sự sắp đặt của chủ tịch mà chấp nhận lấy một người mình không có tình cảm ừ cậu nói cũng đúng nhưng tôi biết làm sao bây giờ Giám đốc cứ cố gắng chứng minh cho chủ tịch thấy Nếu không có công ty gia đình của cô Diệu chống lưng Thì công ty chúng ta vẫn phát triển tốt là được thôi ạ à. Cậu có thể tìm kiếm và hợp tác với các công ty khác Ý hay Tôi nhất định sẽ suy nghĩ về những lời cậu nói Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy Cậu Luân à Dạ giám đốc lại quá lời gì ạ à? Tôi theo giám đốc cũng đã gần 10 năm nay Nên cũng có học hỏi được đôi chút thôi ạ à. Luân là trợ lý của Hoàng Phong từ những ngày đầu Anh mới được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty cho đến nay Cậu luôn một lòng trung thành với Hoàng Phong Luôn bên cạnh Đưa ra những ý kiến trợ giúp Hoàng Phong lúc anh khó khăn trong công việc Luân vốn là một chàng trai tài giỏi Nên luôn được Hoàng Phong tin cậy Từ chuyện trên thương trường Hay đến những chuyện cá nhân Thỉnh thoảng Hoàng Phong cũng tâm sự với Luân để giải tỏa Luân là bạn học với Diệu Anh đã thầm thích Diệu từ rất lâu rồi nhưng gia cảnh của anh vốn bình thường bố mẹ chỉ là những tiểu thương buôn bán nhỏ thì làm sao sánh được với cô nàng tiểu thư đài khác như diệu anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ nên chỉ có thể đứng ở đằng sau theo dõi cô anh biết diệu sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình nên cũng không dám trèo cao bây giờ diệu lại sắp kết hôn với hoàng phong vì lợi ích của hai công ty nên luân lại càng thất vọng vì tình cảm chưa chớm nở mà đã vội tàn anh nhiều lần đưa ra lời khuyên can hoàng phong đừng lấy rượu nhưng một lời nói của anh làm sao có thể xoay chuyển được tình thế mối thân giao của hai công ty là quá lớn một người trợ lý giám đốc như anh làm sao can thiệp được hạ nhi bên này sau khi nhập học cho con gái xong thì cũng gần trưa hôm nay mẹ cô đi ăn đám rỗ một người bạn ở quê nên không ở nhà hạ nhi sau khi xong việc ở trường học thì hai mẹ con ghé vào một quán ăn nhỏ để ăn trưa cô tính chiều nay sẽ đưa dư hấu đến công ty làm việc cùng với mẹ vì từ tuần sau con bé mới bắt đầu đi học hai mẹ con dùng xong bữa trưa thì nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm chưa đến giờ làm việc nhưng vì không biết đi đâu giờ này nên cô đành đưa con mình đến công ty chị hồng là người làm quét dọn chung với hạ nhi thấy hai mẹ con đến công ty sớm như vậy thì cũng chạy đến hỏi han em đi làm sớm thế con em đây sao dạ nhà không có ai nên em đưa con bé đến đây luôn chị đã ăn trưa chưa, chưa chị cũng vừa mới ăn xong hồng cúi xuống vuốt ve mái tóc của dưa hấu con bé dễ thương quá con tên là gì vậy dạ con chào cô con là dưa hấu ạ à? cái tên đáng yêu quá con cũng đáng yêu nữa dưa hấu được khen thì nhí nhảnh dạ ai cũng bảo con đáng yêu giống mẹ nhi ạ à? Cả hai người nghe cô nói dễ thương của Dư Hấu thì nhìn nhau cười. Sáng nay em nghỉ nên chắc không biết giám đốc mới trở về đâu nhỉ? Từ sáng đến giờ chị hùng hục làm một mình nên là chán chết. Giám đốc công ty về rồi à chị? Ừ, cậu ấy đi công tác vừa về sáng nay. Cậu ta đẹp trai lắm, đã thế lại còn tài giỏi. Dạ. Hạ Nhi nghe chị Hồng nói thì cũng gật đầu. Nhưng cô đâu biết được danh tính của vị giám đốc đó Chính là anh ta Hoàng Phong Hai người vào phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi một chút Thì cũng đến giờ làm việc Vì sợ con gái ở trong phòng một mình sẽ buồn Nên Hạ Nhi cho con gái ngồi ở một cái ghế ở gần cảnh lang Còn cô thì làm việc trong phòng Để tiện quan sát con Con ngồi đây cho ngoan nhé Mẹ đi làm việc Lát xong mẹ đưa con đi ăn đùi gà rán Chịu không? dạ được ạ à, con sẽ ngoan ngoãn mà con nhớ là phải ngồi yên ở đây không được chạy linh đinh biết chưa mẹ không thể để mắt đến con suốt được đâu đấy dạ mẹ nhi yên tâm làm việc đi ạ à. dưa hấu hứa sẽ ngoan mà dưa hấu của mẹ ngoan lắm mẹ yêu con hạ nhi thơm lên trán con gái một cái rồi quay trở lại làm việc dưa hấu ngồi ngoan ngoãn một mình trên chiếc ghế nhìn ngắm mọi thứ xung quanh tính con bé vốn năng động nhí nhảnh nên việc ngồi một chỗ là rất khó chịu Con bé muốn chạy đi chơi Nhưng nhớ những lời mẹ nói Nó lại ngoan ngoãn ngồi yên Ánh mắt con bé va phải Một đứa nhóc đang cầm những chiếc bóng bay Đủ sắc màu dưới sảnh tầng 1 Thì muốn chạy đến nhìn ngẫm Con bé không để ý Mà đã va phải một người đàn ông Từ phòng làm việc ra Đó là Hoàng Phong Đụng phải Hoàng Phong Dưa hấu ngã xuống đất Sau đó đứng dậy Đưa tay xoa xoa lên chán chú đụng dư hấu rồi chú xin lỗi dư hấu đi hoàng phong nhìn thấy con bé có chút quen mặt thì ngạc nhiên hỏi ơ ờ, con con là bé gái hồi sáng xít bị xe của chú đụng phải đúng không dư hấu nghe cô hỏi thì cũng ngơ ngác dạ đúng rồi chú vẫn còn nhớ dư hấu à con bé ngước cổ lên nhìn cái thân hình cao to của hoàng phong đến mỏi cổ hoàng phong thấy đứa trẻ đáng yêu trước mặt thì bật cười ngồi xuống thấp cho con bé nhìn thấy rõ thì hóa ra tên con là Dư Hấu hả? Dạ Dư Hấu bao nhiêu tuổi rồi? Dư Hấu 3 tuổi à? 3 tuổi sao? Lớn như vậy rồi hả? À? Mẹ con đâu? Sao con lại ở đây? Dư Hấu vừa nói vừa chỉ vào trong văn phòng Mẹ con đang làm việc ở trong phòng đấy ạ à? Hoàng Phong nhìn theo hướng chỉ tay của con bé Thì thấy Hạ Nhi đang lau nhà Trong đầu anh chợt suy nghĩ Hóa ra cô ấy làm việc ở công ty mình lúc này hoàng phong cũng có chút gì đó vui trong lòng nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại hạ nhi đã có chồng con thì không cản nổi sự tò mò của anh bố của con đâu mà con lại ở đây bố bố ạ à, con không biết mẹ con chưa bao giờ nhắc về bố mà con cũng không hỏi mẹ ạ à. từ nhỏ đến lớn hạ nhi chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt con gái mình cô sợ con bé sẽ hỏi cô bố đang ở đâu thì cô sẽ không biết trả lời như thế nào hạ nhi làm việc trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy con gái đang nói chuyện với một người đàn ông cô nhanh chóng đặt cái chổi xuống rồi đi ra chỗ con bé nhìn thấy người đang nói chuyện với con gái mình là hoàng phong thì hạ nhi giật mình kéo tay con gái về phía mình sao con lại nói chuyện với người lạ vậy mẹ bảo con người yên cơ mà dư hấu thấy mẹ mình nổi nóng thì cũng im lặng không dám nói gì hạ nhi đánh mắt nhìn hoàng phong lại là anh nữa hả anh tính làm gì con gái tôi cô đừng hiểu lầm là do tôi sơ ý đụng phải con bé thôi chú xin lỗi con nhiều nhé dư hấu hạ nhi ngạc nhiên khi hoàng phong lại biết tên con gái mình sao anh biết tên con bé tôi hỏi nên con bé nói hạ nhi cúi xuống nói với con gái lần sau con đừng nói chuyện với người lạ nữa biết không lỡ may người ta bắt cóc con thì sao không đâu mẹ con thấy chú ấy tốt bụng lắm mà chú sẽ không bắt các con đâu không được cãi mẹ nói thì con phải nghe lời chứ dạ dưa hấu thấy mẹ quát thì cúi gằm mặt hoàng phong đứng bên cạnh thấy con bé tội nghiệp thì lên tiếng sao cô quát con bé làm gì tôi có ý đồ xấu gì đâu hạ nhi đứng dậy gương mặt trở nên căng thẳng sao mà tôi biết được anh có ý định bắt con gái tôi đi không chứ cô nghĩ tôi xấu xa như thế hả anh còn hơn cả sâu xa nữa, từ nãy đến giờ anh đã hỏi con bé những gì rồi? Tôi chỉ hỏi con bé xem nó bao nhiêu tuổi, bố con bé đâu mà phải để cô dẫn đến tận nơi làm việc thôi. Bố nó là ai, anh biết để làm gì? Tôi dẫn con bé đến đây thì có liên quan gì đến anh? Làm như anh là giám đốc công ty không bằng ấy. Tôi cấm anh lần sau không đường đến gần con gái tôi nữa. Có chuyện gì đâu mà cô gắt gỏng với tôi quá vậy? Tôi có làm gì đâu? mà tôi không nghĩ con gái cô lại lớn như thế này đâu. Mới chỉ 4 năm thôi mà con gái cô đã 3 tuổi rồi. Đó là việc của tôi không liên quan đến anh." Ờ, Hạ Nhi nói xong thì dắt con gái rời đi trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Hoàng Phong. "Mình chỉ hỏi thăm con bé tí thôi mà, có cần phải gắt gỏng như thế không trời?" Mà cũng lạ thật, cô ấy có con 3 tuổi rồi. Thế tính ra năm đó cô ta có người yêu rồi hay sao? có người yêu xong rồi cưới luôn trong năm hả xong rồi có con luôn sao hay cô ta lại bán thân lần nữa mà chắc không phải đâu lần đó cô ta bán thân cho mình là để có tiền chữa bệnh cho mẹ mà chắc là không có lần hai đâu hoàng phong cứ đứng nhìn mẹ con hạ nhi rồi lẩm bẩm một mình trợ lý luân từ trong phòng giám đốc ra thấy thế thì cũng tò mò giám đốc đang lẩm bẩm gì thế à không có gì mà cô ta là ai thế Ai à? Luân nhìn theo hướng mà Hoàng Phong đang nhìn, thấy mẹ con Hạ Nhi. À, cô gái ấy là nhân viên quét dọn mới của công ty, mới làm việc ở đây. Có chuyện gì không giám đốc? Tôi muốn tìm hiểu một chút về cô ấy, có nhiều thứ tôi đang thắc mắc lắm. Cậu giúp tôi được chứ? Dạ vậy tôi sẽ tìm hiểu lý lịch của cô ta, nhanh thôi ạ. À. Ừ. Hạ Nhi sau khi nổi nóng với Hoàng Phong, thì dắt dư hấu vào phòng nghỉ của nhân viên. Còn ngồi đây chơi một lát thôi mẹ sắp xong việc rồi dưa hấu gương mặt buồn bã có chút không vui dạ con làm sao vậy dưa hấu buồn lắm mẹ quá dưa hấu ngoan nào không phải vậy đâu mẹ thương con mà chỉ là mẹ không muốn con gặp gỡ người lạ lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao đúng không nào nhưng con thấy cái chú cao cao đó nói chuyện dễ thương mà chú còn âu yếm vuốt tóc con rồi khen con dễ thương nữa mà mẹ ơi sao vậy con gái bố con đâu ạ à? sao không bao giờ con thấy mẹ nhắc đến bố của con ạ à? trước câu hỏi ngô nghê của con gái hạ nhi có chút buồn tuổi bây giờ cô phải trả lời con gái của mình như thế nào đây cô sẽ bảo con người ban nãy con nói chuyện chính là bố của con ư hay bảo bố con đã bỏ rơi mẹ con mình rồi hay lại bịa ra một lý do nào đó để nói dối con mình cô không thể làm như vậy được Cô không muốn nói dối con Nhưng cũng không đủ can đảm Để đối diện với sự thật rằng Bố con đang ở đây Cô chỉ biết cố nặn một nụ cười gượng gạo Nhẹ nhàng xoa đổ con Mẹ sẽ sớm cho con gặp bố thôi Con phải ngoan thì mẹ mới cho con gặp bố Được chứ Mẹ không nói dối con đúng không ạ à? Ừ mẹ nói thật mà Bây giờ con ngoan ngoãn ngồi đây đợi mẹ đi làm việc nhé Dạ Con bé sau khi nghe mẹ nói Sẽ đưa đi gặp bố thì cười tít mắt chưa bao giờ cô thấy con gái mình vui vẻ như vậy hạ nhi trong lòng đầy lo lắng cô quay trở lại cố làm cho thật nhanh cho xong việc rồi đón con bé đi ăn đùa gà rán đưa con đi chơi công viên lần đầu tiên được đến một nơi đông vui nhiều trò chơi nên con bé thích lắm nó cứ chạy nhảy khắp nơi nhìn thấy con như vậy thì hạ nhi cảm thấy tự trách có lẽ cô đã quá vô tâm với con chưa bao giờ cô đưa con bé đi đâu chơi mặc dù con bé đã ba tuổi rồi những điều mà con bé đáng được nhận thì cô lại cứ cố giấu đi con càng vui thì hạ nhi lại càng chạnh lòng và không biết nói với con như thế nào về chuyện bố của con sáng hôm sau hạ nhi vẫn đi làm như bình thường chị hồng thấy tâm trạng hạ nhi không tốt thì hỏi han mới đầu ngày mà em đã ủ rũ như vậy rồi sao dạ hôm nay em thấy hơi mệt chị ạ à? mệt thì xin nghỉ rồi chị làm thay cho cũng được mà dạ thôi không cần đâu ạ à. một mình chị mà quét dọn cả cái công ty to lớn như thế này thì bao giờ mới xong thì từ hôm qua đến giờ em đã gặp giám đốc chào hỏi chưa chưa chị ơi hôm qua con bé nhà em nó quậy quá em phải cố làm cho nhanh để đưa con bé về em còn chưa kịp qua phòng nói chuyện với giám đốc nữa chị ạ à? mẹ đơn thân cũng vất vả quá nhỉ thì em không định đi tìm anh ta sao nghe đến chuyện bố của con gái hạ nhi thở dài Em tìm thấy anh ta rồi chị ạ. Hôm qua vừa mới gặp xong, đúng là chạy tình thì tình theo mà. Thật hả? Thì em đã nói cho cậu ta biết em có một đứa con với cậu ta chưa? Sao em dám nói được chị, mà có nói chắc anh ta cũng sẽ không tin đâu. Anh ta lại nghĩ em dùng con để vòi tiền nữa. Thôi thì em nuôi con một mình cũng được. Cái con bé ngốc này, trước sau gì em cũng phải nói mà. Em cứ bảo cậu ta dù gì con bé cũng cần phải biết bố mình là ai mà không giấu được mãi đâu em mà dạ em cũng muốn con bé nhận bố nhưng vẫn còn lo lắng lắm chị ạ à. thôi cố lên em cuộc đời người phụ nữ vất vả như thế đấy em ạ à. sau khi nhận được lời khuyên từ chị hồng hạ nhi cũng cảm thấy đúng trước hay sau gì anh ta cũng phải biết mình còn có một đứa con dù kết quả như thế nào anh ta sẽ nhận con hay bỏ rơi con Thì cô cũng phải nói ra Cô vừa làm việc Vừa suy nghĩ đến việc sẽ nói với Hoàng Phong như thế nào Về việc giữa hai người còn có một đứa con chung Thì vô tình cô đụng phải rượu đang bước trên hành lang Xô nước trên tay Hạ Nhi đổ vào quần áo của rượu Khiến cô ta phát hoảng mà mắng té tát vào mặt Hạ Nhi Cái con điên này mày không có mắt hả Bẩn hết quần áo của tao rồi Trời ơi là trời Dạ em xin lỗi Em bất cần quá ạ Để em lau khô cho chị Em xin lỗi nhiều ạ hạ. hạ Nhi hoảng hốt Vừa nói xin lỗi vừa cúi xuống Dùng chiếc khăn lau sạch quần áo cho rượu Nhưng bị cô ta vung tay hất ra À mày bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tao đi Cái khăn để lau bàn Mà mày dám đụng vào người tao hả Mày có tin tao đánh chết mày không Hoàng Phong từ xa đi lại thấy ồn nào Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Diệu lúc này xà vào lòng Hoàng Phong nũng nịu Kìa anh xem Cái con điên này Nó đổi hết cả xô nước bẩn lên người em rồi Hoàng Phong bỏ tay của Diệu ra khỏi người mình Em đừng có nặng lời như vậy chứ Em không thể nhẹ nhàng hơn một chút hay sao Hạ Nhi thấy hai người trước mặt Thì tỏ ra chán ghét Cô ta là người yêu của anh hả Đúng là một cặp trời sinh mà Hạ Nhi nói xong Thì sách xô nước bỏ đi Diệu đứng đó hét lớn này mày đứng lại cho tao tao còn chưa tính sổ xong với mày cơ mà hoàng phong thấy hạ nhi tức giận bỏ đi còn rượu bên cạnh thì cứ làm quá mọi chuyện lên anh chán ghét bỏ mặc cô ta đứng đó mà trở về phòng kìa anh anh không bảo vệ em hả chờ em với vừa nói cô vừa lẽo đẽo đi theo sau hoàng phong hạ nhi xách xô nước hậm hực đi xuống thì gặp chị hồng có chuyện gì vậy em chị nghe thấy tiếng cãi nhau trên tầng dạ em lỡ đụng phải cái chị kia em xin lỗi thành ý lắm rồi mà chị ta còn mắng chửi em đã thế lại còn là người yêu của cái tên em ghét nữa cơ chứ điên thật đấy đâu tên nào hồng vừa nói vừa ngó ngó lên trên tầng thì thấy diệu và giám đốc hoàng phong thì cái tên đi trước với cô gái lẽo đẽo theo sau đấy chị kìa đấy vừa rẽ ràng đấy điên thật chứ hôm nay em mệt chứ không là em sống chết với cô ta ngay hồng nhìn theo hướng chỉ tay của hạ nhi thì há hốc mồm em bảo hai người họ ở kia ấy hả vâng đúng rồi đi chị đúng là được cả hai thần kinh như nhau đó đó là giám đốc hoàng phong cùng vợ sắp cưới em à hạ nhi nghe thấy thế thì cái khăn trên tay bỗng dưng rơi xuống đất cô có chút giật mình như thể không tin vào những gì hồng nói giám giám đốc hoàng phong là anh ta sao ạ à? ừ là cậu ấy đấy cái con bé này giám đốc công ty mà em cũng dám đối đầu nữa kỳ này em chết chắc rồi em không biết thật luôn ấy khổ thân em tôi thôi chị khó làm việc mà chuộc lỗi thôi em hạ nhi sốc nặng khi biết được người đàn ông đó lại chính là giám đốc công ty thế cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy chị cô gái đó là diệu vợ sắp cưới của giám đốc đấy chị nghe đồn cô ta là con gái của công ty đối tác Nhờ bố cô ta mà công ty này mới được như ngày hôm nay đấy Không thì cũng phá sản rồi Vậy là họ cưới nhau chỉ vì muốn đăng hộ đối thôi à Nghe đầu là vậy thôi chứ chị cũng không biết Cô Diệu yêu cậu Phong Chứ cậu ấy thì không có tình cảm gì với cô ta Hạ Nhi lầm bẩm À thì ra là vậy Mà sao em hỏi cô ta làm gì Em quen cô ta hả Chị nói em biết nha Em tránh xa cái cô Diệu ấy ra Cô ta hùng dữ lắm Nhân viên ở đây chẳng ai ưa cô ta đâu Nghĩ đến cảnh sắp tới Cô ta làm bà chủ ở đây Chắc chị cũng nghỉ việc luôn Đến mức đó luôn hả à, chị Ừ thì cô ta giàu có mà em Lại thêm cái bản tính cao ngạo Nên có xem ai ra gì đâu Đến một chút tình người cũng không có nữa Hôm trước có một chú chó con Bị lạc vào đây Cô ta chẳng chút nẻ tình Mà đá văng nó ra ngoài cửa Đến khi chủ của nó đến Thì bắt đầu hai bên làm ấm lên đấy dã man thật hạ nhi từ khi biết hoàng phong chính là giám đốc công ty đã thế lại còn sắp lấy vợ nữa nên ý định nói với anh ta về chuyện của dư hấu đã bị dập tắt dù gì anh ta cũng sắp có gia đình rồi sự xuất hiện của dư hấu lúc này chắc chắn sẽ khiến cho mọi chuyện rối tung lên đến lúc đó anh ta không những không nhận con mà còn đuổi hai mẹ con cô đi thì cô biết làm sao nghĩ đến đó thôi mà hạ nhi cũng dùng mình càng lo lắng hơn vì cô không biết nên nói dối con gái như thế nào về việc con bé sẽ không được gặp lại bố nó nữa hoàng phong đi vào phòng thì diệu cũng đi vào theo sau thấy thái độ của diệu thì hoàng phong nổi cáu em làm cái trò gì thế em muốn làm loạn cả cái công ty này lên hả nhưng rõ ràng là cô đang làm bẩn quần áo của em mà thì người ta cũng xin lỗi em rồi còn gì có mỗi một tí chuyện còn con thôi mà em cứ làm quá lên Cô ta là cái gì mà anh lại nổ cáu với em chứ Em mới là vợ sắp cưới của anh mà Kể cả không phải là cô ta chăng nữa Thì anh cũng sẽ làm như vậy Cứ hễ ai làm cái gì là em ghét âm cả lên Anh lúc nào cũng chỉ biết trách mắng em thôi Kể cả như thế thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu Em phải đổi việc cô ta mới được Em đúng thật là bướng bỉnh Anh chịu em luôn rồi đấy Mới sáng ra mà đã gặp sao chổi Em về đây tức chết mà Diệu sau khi bị Hoàng Phong giáo huấn trong một trận Thì tức giận ra về Hoàng Phong cũng càng ngày càng chán ghét trước thái độ của cô ta Dạo này anh cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư khác lớn hơn Để có thể hủy bỏ hôn lễ với cô gái ngang ngược kia Nhưng đúng là rất khó Hoàng Phong dù biết Hạ Nhi không ưa gì mình Nhưng vì phòng làm việc của anh ở tầng 2 Hạ Nhi cũng lau dọn ở tầng 2 Nên không thể tránh được việc chạm mặt nhau cứ mỗi lần đối diện với nhau Là cô lại lúng túng cúi gằm mặt Có khi vì không muốn ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Phong Nên cô cứ nhìn xuống đất để đi Kết quả là cô lao vào tường Để lại một vết sưng to ở trên chán Hoàng Phong thấy thế thì cũng phì cười Con gái gì mà vụng về thế không biết nữa Nguyên một tuần trời Cứ hễ nhìn thấy Hoàng Phong Là Hạ Nhi lại cúi xuống chào Sau đó thì cúi gằm mặt bước đi Hoàng Phong có hỏi thì cô cũng chỉ gật đầu Rồi lắc như con lật đật Chứ không nói câu gì Hôm đó Hoàng Phong mới cố tình đứng lại Để hỏi cô cho ra lẽ Này Hạ Nhi Cô làm gì mà cứ tránh mặt tôi suốt vậy Tôi quan thịt cô đâu Hạ Nhi không nói gì Mà chỉ im lặng lắc đầu Cô mà còn im lặng nữa Là ngày mai tôi đuổi việc cô liền đấy Lúc này Nhi mới biết sợ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phong nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút e thẹn tôi tôi cô làm sao mấy ngày rồi tôi cứ hỏi mà cô cũng không trả lời bộ tôi làm gì sai với cô hả không không phải vậy chỉ là tôi thấy hơi mất mặt vì không biết anh là giám đốc công ty còn lớn tiếng với anh nữa chỉ vì như thế thôi mà cô im lặng ấy hả tôi cũng có trách móc gì cô đâu cảm ơn anh vì đã bỏ qua cho tôi thế từ nay đừng có im lặng như vậy nữa nhưng mà tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh đâu Lại có chuyện gì sao Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm Nhất là cô vợ sắp cưới của anh ấy Vợ sắp cưới nào Thì cô Diệu đấy Cả tuần nay cô ấy cứ hành hạ tôi đủ kiểu Hết bắt tôi đi mua cà phê Mua pizza Lại bắt tôi bê cả mấy chậu cây nữa Tôi là nhân viên cất dọn chứ Có phải là chân say vặt đâu Thế sao cô không phản kháng Mà cứ làm theo ý của cô ta làm gì thì cô ta cũng sắp làm bà chủ con gì Tôi không làm cô ta đổi việc tôi thì sao Tôi cần công việc này để kiếm tiền nuôi con gái nữa Tôi là người tuyển cô Nên không có ai có quyền đuổi cô đâu mà lo Thế chồng cô đâu Sao không đưa tiền nuôi con Mà chỉ mình cô phải kiếm tiền Tôi làm gì đã có chồng đâu mà anh hỏi Hạ Nhi buột miệng Mà lỡ nói ra việc cô chưa có chồng Cho Hoàng Phong nghe hạ nhi bất giác giật mình lấp liếm à thôi tôi đi làm việc đã chào giám đốc này khoan đã chưa có chồng là sao cô đứng lại đây tôi hỏi đã này hạ nhi nói xong thì bước thật nhanh để không bị hoàng phong phát hiện ra cô đứng vào một góc tự vỗ vào đầu mình hạ nhi ơi là hạ nhi cái mồm sao mà nhảy nhanh quá vậy suýt chút nữa là lộ hết mọi chuyện rồi khổ thân không biết là anh ta có nghi ngờ chuyện gì hay không nữa đây Hoàng Phong thì vẫn đứng đó Với những thắc mắc ngày càng lớn Anh ta rút điện thoại ra gọi cho trợ lý Kêu anh ta đến phòng gặp anh ấy Sao vậy giám đốc Chuyện tôi nhờ cậu điều tra Đã có kết quả chưa Chuyện về cô nhân viên quét dọn Hạ Nhi ấy à Tôi đã điều tra hết rồi à Như thế nào cậu cứ nói tôi nghe đi Tôi đã lần theo địa chỉ trong hồ sơ đến Để thăm dò mấy nhà hàng xóm ở xung quanh đó Họ nói cô ta chưa có chồng mà đã có con Gia đình cũng không mấy khá giả Bố cô ta mất vì ung thư Mẹ cô ta cũng bị ung thư Nhưng 4 năm trước nó được làm phẫu thuật Bây giờ tình hình đã ổn hơn Con gái cô ta năm nay 3 tuổi Và đang học ở trường mầm non trong thành phố ạ à. Không chồng mà đã có con sao Sao lại như thế Tôi cũng đã tìm hiểu về vấn đề này Nhưng mấy người xung quanh đó không ai biết cả Họ chỉ biết 4 năm trước Sau khi mẹ cô ta điều trị xong bệnh thì cô ta cũng mang bầu hàng xóm còn nói cô ta trước giờ chưa thấy dắt chàng trai nào về nhà ra mắt cả nên việc cô ta có bầu với ai ai là bố của đứa bé vẫn là một dấu chấm hỏi vậy hả được rồi tôi hiểu rồi cậu đi làm việc của cậu đi à mà khoan còn có chuyện gì giám đốc cứ nói ạ à? việc hợp đồng của công ty chúng ta với công ty bên phúc hưng cậu làm đến đâu rồi dạ giám đốc cứ yên tâm mọi kế hoạch hợp tác đã xong xuôi cả rồi bây giờ chỉ cần bên họ thông qua và cấp vốn nữa thôi ạ à. cậu thấy khoảng bao nhiêu phần trăm là thành công dạ thật ra vấn đề này em cũng không chắc lắm nếu mà không có sự can thiệp của bên công ty cô diệu thì ổn nhưng em chỉ sợ tất cả mọi hợp đồng hay hồ sơ liên quan cậu phải giữ bí mật cho tôi nhất định không được tiết lộ với ai hết kể cả bố tôi cậu hiểu ý tôi chứ dạ về vấn đề này thì giám đốc cứ yên tâm ạ à. em theo giám đốc bao nhiêu năm nay những chuyện hợp đồng hay hồ sơ em đều bảo mật rất cẩn thận vậy thì tốt thôi cậu làm gì thì làm đi dạ vậy em xin phép ra ngoài hoàng phong ngồi trên ghế xoay ngả lưng ra phía sau và suy ngẫm về những gì mà trợ lý đã cung cấp cho anh hạ nhi chưa có chồng mà lại có con đó vẫn là điều mà anh thắc mắc đã thế cô ấy lại chưa từng có người yêu vậy đứa trẻ đó là con ai chứ lúc này một suy nghĩ bỗng lướt qua đầu của hoàng phong khiến anh dần mình choàng dậy không lẽ đứa bé là con mình nhưng rõ ràng là cô ta còn trinh đêm đó là đêm đầu tiên của cô ta sao lại có thể dính bầu dễ dàng như vậy được chứ nếu xét về thời gian thì trùng khớp nhưng hoàng phong nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đến chỗ của hạ nhi hạ nhi đang lau hành lang hoàng phong đứng từ xa nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang lối hối làm việc thì bất giác anh muốn đứng im nhìn ngắm cô bốn năm rồi không gặp cô gái trước mặt anh vẫn xinh đẹp như thế mặc dù đã là gái một con nhưng cô vẫn nhỏ nhắn làn da vẫn trắng sáng như vậy hoàng phong nhìn cô ngây ngốc rồi nở một nụ cười hạ nhi đang lau nhưng mỏi lưng quá đứng dậy thì bắt gặp hoàng phong đang nhìn mình cô ngại ngùng quay lưng đi Hoàng Phong tiến đến, muốn hỏi Hạ Nhi cho rõ chuyện anh vừa biết được. "Cũng chăm chỉ quá nhỉ?" "Vâng giám đốc, tôi phải làm để kiếm tiền nuôi con chứ." "Dạo này sao không thấy cô đưa dư hấu đến công ty nữa vậy?" "Con bé đi học mầm non rồi, sáng đi tối về nên tôi không cần trông nữa, chỉ khi nghỉ thứ bảy chủ nhật thì ở nhà chơi với bà ngoại." "Mà sao anh hỏi con tôi làm gì?" "À, thì tại tôi thích trẻ con." Với cả con gái cô đáng yêu quá nên tôi muốn gặp nó thường xuyên thôi. dở hơi, thích trẻ con thì lấy vợ rồi tự sinh cho mình một đứa mà chơi, mắc mớ gì lại thích chơi với con tôi chứ? Tôi thấy có cảm giác thân mật với con gái cô, như thế, nó chính là con của tôi vậy." Hoàng Phong cố tình nói như vậy để xem thử phản ứng của Hạ Nhi như thế nào. Hạ Nhi khi nghe Hoàng Phong nói thế thì bối rối chữa cháy ngay. Ờ ừ, cái anh này Con nào là con của anh Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả Nó là con của mình tôi thôi Con của mình cô hả Thế bố nó Hoàng Phong còn chưa nói hết câu Thì Hạ Nhi trột dạ chào anh Mà rời đi ngay Đứng trước thái độ thấp thỏm lo lắng Như thể sợ ai đó biết được bí mật của mình Hoàng Phong lại càng tăng thêm phần nghi ngờ Anh tìm đến địa chỉ Nơi dưa hấu đang học mầm non Anh hỏi thăm cô giáo thì biết được trong hồ sơ nhập học của Dư Hấu ở mục bố được điền là đã mất. Sau đó Hoàng Phong cứ đứng ở cửa lớp nhìn ngắm con bé suốt cả một buổi sáng. Trong lòng anh cứ thấy có một cảm giác thân thiết với Dư Hấu. Đến bữa cơm trưa, thấy Dư Hấu tự ngồi ăn cơm trong khi những đứa trẻ khác phải cần cô giáo giúp đỡ thì anh cũng thấy vui lòng mà tính rời đi. Vừa bước được vài bước, anh bỗng nghe thấy tiếng cô giáo la lên trong lớp học. Dưa hấu, con bị làm sao vậy dư hấu ơi hoàng phong lập tức quay trở vào lớp nhìn thấy con bé nằm trên đất tay ôm cổ trên mặt nổi đầy những nốt đỏ li ti anh vội đến chỗ con bé nhìn vào đĩa thức ăn anh hỏi cô giáo từ trước giờ nhà trường vẫn cho học sinh ăn tôm hay sao không đâu anh trước giờ chủ yếu là thịt cá thôi hôm nay học sinh mới ăn tôm ạ vậy chắc con bé bị dị ứng với tôm rồi để tôi cõng con bé đến bệnh viện Tôi có cần gọi cho mẹ con bé không anh? Không cần đâu, tôi sẽ tự liên lạc. Hoàng Phong nói xong thì vội vã, đưa dưa hấu đến bệnh viện ngay lập tức. Đến nơi, anh đã đưa con bé vào phòng cấp cứu. Đứa trẻ bị làm sao vậy? Tôi nghĩ là con bị dị ứng với tôm. Được rồi, anh ra ngoài làm thủ tục cho con đi. Mọi chuyện ở đây chúng tôi sẽ lo. Vâng, Hoàng Phong nhanh chóng đến bàn lễ tân làm thủ tục cho con. Xong xuôi, anh ngồi ở ghế chờ suy nghĩ một lúc. Lúc này nội tâm của anh đang đấu tranh dữ dội Hóa ra Hoàng Phong cũng bị dị ứng với tôm Nên sau khi nhìn thấy tình trạng của dư hấu Anh đã đoán ra ngay Vậy là dư hấu cũng thừa hưởng nó từ bố của mình Hoàng Phong ngập tràn trong sự bối rối Anh không thể tin được những gì đang diễn ra Càng không thể ngờ anh bỗng nhiên lại có thêm một đứa con gái Nay đã được 3 tuổi Để chắc chắn hơn tất cả mọi dự đoán Anh đã đưa ra một quyết định đó là xét nghiệm adn sau khi bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của dư hấu đã ổn định hoàng phong đã nhờ bác sĩ lấy một sợi tóc của con gái và tóc của anh để đi xét nghiệm không muốn hạ nhi lo lắng vì không thấy con gái ở trường học hoàng phong đã nhờ bác sĩ liên lạc với cô đến bệnh viện biết tin con bị dị ứng hạ nhi tức tốc bỏ việc mà chạy đến bệnh viện ngay bước vào phòng bệnh của con cô ngạc nhiên khi thấy hoàng phong đang ngồi ở bên giường tay còn không ngừng phút phe mái tóc sờ nắn khuôn mặt con anh sao anh lại ở đây thấy hạ nhi đến hoàng phong cũng không mấy bất ngờ anh bình đĩnh trả lời hôm nay tôi có đến trường mầm non vừa lúc thấy con bé bị như vậy nên tôi giúp cô giáo đưa con bé đến đây cảm ơn anh nhiều lắm con gái tôi sao rồi hạ nhi vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay con con bé không sao rồi mà tôi không nghĩ cô lại vô tâm với con mình như thế đâu anh nói như vậy là sao? Ngay cả việc con gái mình bị dị ứng tôm mà cô cũng không biết để căn dặn giáo viên hay sao? Con bé bị dị ứng tôm sao? Cô là mẹ mà cô còn hỏi tôi như thế, đáng ra cô phải là người biết rõ nhất chứ. Tôi đã hỏi giáo viên của con bé, cô giáo bảo cô chưa từng nói với nhà trường là Dư Hấu bị dị ứng tôm. Cô thật là thiếu trách nhiệm. Hạ Nhi nghe những lời Hoàng Phong trách mắng mà bỗng dưng rơi nước mắt cô nhìn con gái nằm trên giường bệnh mà thấy tự trách bản thân mình cô đã quá vô tâm với con bé rồi hoàng phong cũng ngồi đó thêm một lát thì ra về cả đêm hôm đó hoàng phong cứ nằm thao thức mãi không ngủ được nghĩ đến việc nếu dư hấu đúng là con gái của mình trong anh có chút vừa buồn vừa lo nếu đúng con bé là con anh thì anh sẽ thấy rất may mắn vì mình có một cô con gái lém lỉnh đáng yêu như thế nhưng anh sẽ không biết đối mặt với con như thế nào Khi đã không biết đến sự tồn tại của nó suốt 4 năm nay Vừa nghĩ anh lại càng trách hại nhi hơn Tại sao cô ấy lại có thể giấu anh một chuyện quan trọng như vậy Suốt 4 năm trời được cơ chứ Không lẽ cô ấy tính giấu anh cả đời ư Từ lúc dư hấu bị như vậy Hạ Nhi đã xin nghỉ làm một tuần Để ở nhà với con Trong suốt một tuần đó Mặc dù vẫn chưa có kết quả giám định adn nhưng hoàng phong vẫn có dự cảm con bé là con gái ruột của mình anh tìm đến tận nhà của hai mẹ con nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng dáng cô qua khô cửa sổ chứ không dám bước vào anh thật sự không biết đối mặt với cô như thế nào sau một tuần hạ nhi đã đi làm trở lại lần này người tránh mặt lại là hoàng phong buổi sáng hoàng phong đi làm từ sớm sau đó thì cứ ngồi trong phòng làm việc cả ngày trời, anh không muốn ra ngoài vì sợ sẽ đụng mặt với Hạ Nhi. Rõ ràng ngay từ đầu anh không phải là người sai, vì vốn dĩ anh không hề biết đến sự tồn tại của Dư Hấu. Thế nhưng tận sâu trong trái tim, anh lại thấy bản thân mình rất tệ vì đã bỏ rơi hai mẹ con Hạ Nhi suốt mấy năm trời. Khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ vô vơ đến hình bóng của cô nhưng lại không đi tìm cô. Nếu anh cố gắng tìm cô đến cùng Thì sự việc đau lòng này Có lẽ sẽ không xảy ra Một tuần sau Hoàng Phong cũng đã nhận được kết quả giám định ADN Không nằm ngoài dự đoán của anh Dư Hấu và Hoàng Phong Có quan hệ huyết thống Đến 99,9% Cầm tờ kết quả trên tay Nội tâm của Hoàng Phong Càng trở nên nặng nề hơn Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ cuối cùng anh quyết định gọi hạ nhi vào phòng làm việc để nói chuyện hạ nhi vẫn không nhận ra điều bất thường gì cả mấy ngày qua cô cũng thấy lạ vì giám đốc thường hay né tránh mình nhưng rồi suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua đầu cô mà thôi giám đốc cho gọi tôi vào phòng có chuyện gì vậy à gương mặt hoàng phong có vẻ căng thẳng khiến cho hạ nhi có chút lo âu cô còn định giấu tôi chuyện này đến bao giờ nữa ý giám đốc là sao ạ à? tôi có giấu giám đốc chuyện gì đâu cô chắc chứ chuyện của bốn năm trước cái đêm tôi và cô ngủ với nhau ngoài bãi biển hạ nhi nghe hoàng phong nhắc lại chuyện cũ thì có chút giật mình nhưng cô vẫn không phát hiện ra hoàng phong đã biết hết sự thật cô che giấu bấy lâu nay chuyện chuyện đó qua lâu rồi mà anh còn nhắc lại làm gì hôm đó tôi cũng đã nói nhất định tôi sẽ quên mà không bao giờ nhắc lại nữa rồi mà vậy cô giải thích như thế nào về cái này vừa nói hoàng phong vừa đưa tờ kết quả cho hạ nhi tôi muốn cô nói hết sự thật cho tôi biết đừng cố che giấu tôi nữa cô muốn tôi trở thành kẻ tội đồ trong con mắt của chính con gái mình hay sao hạ nhi run rẩy cầm tờ kết quả xét nghiệm huyết thống trên tay từng con chữ con số trên tờ kết quả như nhấn chìm cô vào một khoảng không ngay khoảnh khắc đó cô không biết phải đối diện với người đàn ông trước mặt như thế nào anh anh biết hết rồi à cô còn nói được như vậy nữa hả à? tại sao tại sao cô lại giấu tôi một chuyện quan trọng như thế chứ tôi hạ nhi lúc này bắt đầu trở nên yếu đuối mà rơi nước mắt cô nhớ lại khoảng thời gian vừa qua cô đã cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào cứ nghĩ mọi thứ đã yên ổn nhưng bây giờ chuyện cô không dám đối mặt cũng đã xảy ra Hoàng Phong nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt thì thấy thương lắm, nhưng vẫn không thể cản nổi những điều muốn nói ra. Tại sao vậy chứ? Sao em không nói với anh là anh còn có một đứa con? Sao em không đi tìm anh? Một người phụ nữ không chồng, người thân duy nhất chỉ còn mẹ, lại tự nuôi nấng một đứa trẻ nên người. Em suy nghĩ như thế nào vậy chứ, Hàm Nhi? 4 năm rồi, em đã giấu anh tận 4 năm. Sao em nhẫn tâm quá vậy? Nếu như ngày hôm nay anh không biết sự thật Thì em còn định giấu anh đến bao giờ nữa đấy Hay em không muốn anh nhận lại cốt nhục của mình Hoàng Phong vừa nói xong những điều trong lòng Thì tiến đến ôm chầm lấy Hạ Nhi Lúc này Hạ Nhi mới bắt đầu òa lên khóc trong lòng của anh như một đứa trẻ Nhưng hâm bức bấy lâu nay cô chịu đựng Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hôm nay cũng đã được giải bày Anh xin lỗi Xin lỗi vì để em một mình nuôi con của chúng ta bấy lâu nay chăng em đã vất vả lắm đúng không em cứ khóc đi cứ giải tỏa hết những âm ức trong lòng đi anh hứa từ nay anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em nữa anh hứa đấy hạ nhi khóc một lúc thì chủ động rời khỏi lòng của hoàng phong anh không cần làm vậy đâu anh sắp kết hôn rồi còn gì mấy năm qua em nuôi con được thì bây giờ em cũng vẫn làm được anh không cần hủy hoại tương lai của mình như vậy đâu lấy người mà mình không yêu mới chính là hủy hoại tương lai của anh đấy, em biết không? Anh sẽ không kết hôn nữa, anh sẽ hủy hôn ước với cô ấy. Vậy còn công ty? Em không cần phải lo, tất cả mọi thứ anh sẽ tự lo liệu. Việc của em và con là ở yên bên cạnh anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh thôi, nhất định phải ở bên cạnh anh, đừng bắt anh phải rời xa con gái của mình nữa, được không Hạ Nhi? Anh đang nói cái quái gì vậy à Hoàng Phong? cửa phòng bất ngờ mở ra diệu với gương mặt tức giận bước vào hóa ra cuộc nói chuyện của hạ nhi và hoàng phong đã bị diệu nãy giờ đứng ở ngoài nghe thấy hết cô hùng hổ xông vào khi nghe hoàng phong nói muốn hủy hôn ước với mình hạ nhi thấy thế sợ hãi cố nếp về phía sau lưng của hoàng phong anh nói là hủy bỏ hôn ước với em sao sao anh dám vậy là nãy giờ em cũng đã nghe hết mọi chuyện rồi đúng không luôn tiện có mặt em ở đây thì chúng ta nói chuyện cho rõ ràng luôn Diệu à Anh xin lỗi vì nói ra quyết định này Nhưng anh sẽ không đồng ý kết hôn với em nữa Em thừa biết từ trước đến nay Anh không hề có tình cảm với em Bây giờ anh lại có thêm một đứa con gái nữa Mong em hiểu cho anh Bốp Diệu vung tay tắt Hoàng Phong một cái thật đau Rồi nức nở Anh nói thế mà nghe được sao hả anh Hoàng Phong Anh nghĩ hôn nhân là trò đùa hay sao Chúng ta đã đính hôn rồi cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi bây giờ vì một con nhân viên quét dọn mà anh dám hủy bỏ hôn lễ hay sao diệu nói xong thì vùng vằng tiến đến kéo hạ nhi ra khỏi hoàng phong cái con này mày ra đây cho tao vì mày mà anh hoàng phong hủy bỏ hôn nước với tao mày không xứng không xứng hôm nay tao đánh chết mày hoàng phong thấy diệu cư xử như thế thì kéo hạ nhi quay lại ôm chặt em thôi đi diệu từ trước đến nay tính cách của em vẫn như thế. Anh biết chuyện này sẽ làm em tổn thương, nhưng người anh yêu là Hạ Nhi, sao em cố chấp quá vậy? Anh ôm cô ta trước mặt em sao? Ừ, được thôi, em nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu." Diệu nói xong thì quay người bỏ đi, có vẻ cô ấy rất ấm ức, vì dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có được trái tim của Hoàng Phong. Hạ Nhi ở trong hoàn cảnh bế tắc như vậy, thì cũng chỉ biết đứng yên Chứ không biết làm gì khác Em đừng sợ Anh nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em Em sợ nếu cứ như thế này Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đấy Không sao đâu Con gái chúng ta ổn rồi chứ Con bé ổn rồi Nhưng em vẫn chưa cho đi học trở lại được anh ạ Tối nay anh đến nhà em nói chuyện với mẹ em nhé Anh muốn nói chuyện gì Thì nói chuyện anh là bố của Dư Hấu Rồi xin phép mẹ cho anh cưới em có cần vội vàng thế không hả Không vội đâu Con gái chúng ta nay đã 3 tuổi rồi Em muốn đợi đến bao giờ nữa Vậy thì tùy anh Mẹ em mà biết chuyện này Chắc là cũng sốc lắm Thế tại sao chừng ấy năm Mà em lại không đi tìm anh Em tìm anh được kiểu gì chứ Ngay cả tên của anh Em còn không biết cơ mà Thế sao anh lại không đi tìm em Thì anh cũng giống em thôi Ngoài cái tên Hạ Nhi ra Thì anh có biết gì nữa đâu chỉ với một cái tên thì có thuê thám tử cũng bó tay hai người nói xong thì nhìn nhau cười hóa ra định mệnh đã đưa họ đến với nhau chỉ ngủ với nhau một lần duy nhất khi hạ nhi vẫn còn trong trắng mà cô đã mang thai một người không biết gì về đối phương người còn lại chỉ biết duy nhất một cái tên lại có sự gắn kết với nhau bằng một cô con gái xinh xắn đáng yêu tối hôm đó sau khi làm việc xong Hoàng Phong chở Hạ Nhi về Cảnh đó vô tình bị đám nhân viên Trong công ty nhìn thấy Nên họ lại có chuyện để bàn tán Về trước cửa nhà Hạ Nhi có vẻ lo lắng Nhưng Hoàng Phong lại rất tự tin Mà nắm lấy tay cô Vào nhà thấy mẹ cô đang bế dư hấu Nhìn thấy con gái mình Đưa một người con trai lạ về nhà Thì tò mò Con đi làm về rồi đi hả Ai đấy bạn con à Dạ con chào bác Chào con Dư hấu đang được bà ngoại bế nhưng khi nhìn thấy hoàng phong thì cũng reo lên à chú cao cao đẹp trai chú đến nhà dư hấu chơi ạ à? Dư hấu qua đây chú bế nào hoàng phong đưa tay ra bế con gái trong sự ngạc nhiên của bà năm bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang hạ nhi như thể muốn cô giải thích xem chuyện gì đang xảy ra hạ nhi hít một hơi thật sâu sau đó nói với mẹ mình mẹ đang ngạc nhiên lắm đúng không mẹ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện ạ à? Bà Năm nghe con gái nói thế Thì ngồi xuống Hoàng Phong cũng bế dư hấu ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi Mẹ ạ Đây là bố của dư hấu Bà Năm nghe thấy thế thì háo úp mồm Bố... bố của dư hấu sao Nhưng sao con bảo Con không nhớ người đàn ông đó là ai cơ mà Dạ chúng con chỉ vô tình gặp lại nhau thôi ạ à. Hoàng Phong ngồi đó Thấy Hạ Nhi mở lời trước Thì cũng lễ phép cúi đầu chắc hẳn là bác sẽ rất ngạc nhiên nhưng con đúng là bố của dư hấu con xin lỗi vì thời gian đã làm cho cả bác và hạ nhi phải vất vả đáng lẽ ra trong những lúc cô ấy khó khăn thì con phải có mặt nhưng con lại không hề hay biết chuyện gì bây giờ con đến đây chỉ muốn nhận lại con gái của mình ạ hoàng phong nói xong thì nhìn qua dư hấu cười hiền con có nhớ bố không bố bố ạ à? chú là bố của cháu thật sao Dư Hấu vừa nói xong vừa quay sang mẹ, muốn xác nhận việc đó. Hạ Nhi thấy con gái ngạc nhiên thì cũng gật đầu cười. "Đúng rồi đấy con, chú ấy là bố của con đấy. Vì Dư Hấu ngoan nên mẹ cho Dư Hấu gặp lại bố gì đấy." Dư Hấu nghe thấy thế thì nhanh nhỏ ôm lấy cổ Hoàng Phong. "Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố đi đâu mà bây giờ mới trở về à "Bố cũng nhớ con gái nhiều lắm. Từ nay bố sẽ ở đây không đi đâu nữa hết." bố nói thật đúng không ạ bố hứa đi bố hứa vậy là từ nay con có bố rồi con sẽ được bố đưa đi học đưa đi chơi vui quá ạ cả hạ nhi và bà năm nhìn thấy nụ cười tươi rói của dưa hấu mà cảm thấy yên lòng con tên là gì bây giờ con đang làm ở đâu con là hoàng phong ạ con đang là giám đốc của một công ty giải trí luôn tiện hôm nay đến đây con muốn xin bác cho con quen với hạ nhi sau đó sẽ tính đến chuyện kết hôn luôn ạ à. Dư hấu bây giờ cũng đã lớn rồi Nên con không muốn con bé đợi thêm nữa Con là giám đốc Vậy gia đình con có chấp nhận con Nhi nhà bác không? Không giấu gì con Nhà bác nghèo lắm Thường con bé Nhi bố mất sớm Chỉ còn mình hai mẹ con nương tựa vào nhau Bác thì bác không cấm cản hai đứa đến với nhau Bác cũng muốn con gái bác được hạnh phúc nhưng bác chỉ sợ gia đình con như vậy rồi sẽ chê con bé nhi bà năm vừa nói vừa nhìn sang con gái mình mà buồn lòng già dạ, bác cứ yên tâm con nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ hai mẹ con hạ nhi ạ à. con sẽ không để cô ấy thiệt thòi thêm nữa đâu thời gian qua cô ấy chịu như vậy đã là quá đủ rồi bác cũng mong là như vậy cả gia đình bốn người họ nói cười vui vẻ tối hôm đó hoàng phong cũng ở lại nhà Hạ Nhi ăn cơm luôn Sau ngần ấy năm xa cách Con gái Khi gặp lại Hoàng Phong đã nói chuyện Và hỏi han con gái mình rất nhiều Cả hai bố con họ Như có sự đồng điệu với nhau Cứ rôm giả suốt cả buổi Cho đến tối muộn Hoàng Phong muốn ở lại ngủ cùng với con Nhưng bị Hạ Nhi từ chối Cô bảo anh về hôm khác lại đến Vẫn còn rất nhiều cơ hội Đến cả dư hấu Cũng muốn bố mình ở lại đêm nay Nhưng cô cũng không cho Hoàng Phong xịu mặt và ngậm ngồi Chào tạm biệt con gái rồi ra về Bên này Rượu sau khi bị Hoàng Phong từ chối Thì ấm ức rời đi Vừa lúc bước ra cửa Thì Luân cũng bắt gặp sắc mặt không tốt của rượu Vốn thích thầm rượu Nên anh quyết định đi theo rượu Xem có chuyện gì Rượu vì quá đau lòng Nên đã vào quán bar tìm rượu giải sầu Cô cứ uống hết chai này đến chai kia Mà toàn là rượu mạnh Luân đứng ở bàn gần đó Nhìn thấy thế cũng xót xa Cho đến khi rượu không uống được thêm nữa Nằm gục xuống bàn Thì Luân mới xuất hiện Anh đứa rượu đang say mềm rời khỏi quán bar Rượu uống say Nên đã khóc rất nhiều Cô vừa khóc vừa chửi bới Hoàng Phong anh là tên khốn nạn Tôi yêu anh như thế mà anh nữa lòng nào Vì một con nhân viên quét dọn Mà hủy hôn ước với tôi Đồ tồi, đồ xấu xa Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Không bao giờ diệu nói xong thì chạy đến gốc cây nôn hết mọi thứ luân ở bên cạnh dường như đã hiểu hết mọi chuyện hóa ra cô gái mà hoàng phong nhờ anh điều tra đó bây giờ hai người đã yêu nhau nhìn người con gái mình yêu trước mặt vì một người đàn ông không yêu mình mà suy sụp như thế anh có chút đau lòng anh từ từ đỡ rượu lên xe sau đó đưa cô về căn hộ của mình về đến nơi đỡ rượu vào phòng của mình luân ân cần lấy nước ấm lau mặt cho cô anh tính tối nay sẽ để Diệu ngủ tạm trong phòng, còn mình thì sẽ ra ngoài sofa ngủ, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc Luân giúp Diệu lau mặt, lau tay, cô đã tưởng anh là Hoàng Phong mà ôm chầm lấy anh. "Hoàng Phong à, em yêu anh, sao anh nhẫn tâm bỏ em? Anh đừng rời xa em có được không? Hoàng Phong, em yêu anh nhiều lắm." Luân nghe thấy Diệu nói thế thì có chút đau lòng. Anh tính đứng dậy rời đi. Thì bị bàn tay của Diệu kéo trở lại nằm lên giường Cô ấy từ từ hôn lên môi anh Cởi tùng cúc áo trên người anh Anh nằm yên không chút phản kháng Sau đó anh cũng hôn trả Hai người cứ thế lao vào nhau cuồng nhiệt suốt đêm Dù biết người con gái trước mặt không hề có ý gì với mình Mà chỉ đang nhầm lẫn mình là Hoàng Phong Nhưng vì quá yêu cô Luân chấp nhận hết Dù chỉ là có được thân xác của cô Thì anh cũng mãn nguyện đêm hôm đó quả thực đã trôi qua rất dài sáng hôm sau khi tỉnh lại men rượu tối qua đã khiến rượu có chút nhức đầu cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy rất lạ rõ ràng đây không phải là phòng của cô cô quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh rồi nhìn bản thân mình không có một mảnh vải nào trên người cô hoảng hốt mà hét toáng lên à chuyện gì thế này tiền khốn sao anh lại nằm đây hả Luân bị tiếng la hét của Diệu mà tỉnh dậy. Diệu à, em làm sao vậy? Diệu nhanh chóng lấy quần áo rồi vào nhà tắm mặc vào. Luân ở ngoài cũng nhanh chóng mặc quần áo. Diệu bước ra, Luân vẫn cảm thấy rất áy náy. Là anh cố tình lợi dụng tôi đúng không? Đồ khốn! Không phải đâu Diệu, em không nhớ chuyện tối qua nữa hay sao? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ gì hết là sao? Tối qua em say, anh sợ đưa em về nhà sẽ bị bố em mắng nên đưa em về đây. Anh tính để em ngủ đây, còn anh ngủ ngoài sofa, nhưng em đã chủ động lôi kéo anh rồi còn hôn anh nữa. Thật thật sao? Tôi đã làm những chuyện như vậy ư? Hay là anh lợi dụng lúc tôi say để dở trò với tôi, đúng không? Thật sự không phải như vậy mà, vậy sao anh biết tôi uống rượu ở quán bar mà đưa tôi về đây chứ? Lúc này Luân không giấu nổi tình cảm của mình nữa mà thổ lộ diệu à anh yêu em yêu từ rất lâu rồi anh biết anh không xứng với em nên không dám bày tỏ nhưng anh vẫn luôn để ý đến em một cách thầm lặng hôm đó anh thấy em đi ra từ phòng làm việc của giám đốc hoàng phong thấy em tâm trạng có vẻ không ổn nên anh đã đi theo em anh xin lỗi diệu nghe thấy những lời nói của luân thì tỏ ra chán ghét mà quay lưng rời đi đổ điên anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Chuyện hôm nay giữa chúng ta Anh hãy quên hết đi Đừng nhớ gì về nó nữa Nếu không tôi sẽ giết anh đấy Luân thấy rượu bỏ đi Thì vội chạy theo níu kéo Anh vòng tay ôm lấy eo rượu Em không thể yêu anh Dù chỉ một chút hay sao chứ Dù là thương hại thôi cũng được nữa Anh chấp nhận hết Miễn là em đừng chán ghét anh là được Anh buông tôi ra đi Trong lòng tôi chỉ có một mình Hoàng Phong thôi Anh không buông Tại sao lúc nào em cũng chỉ nhớ đến anh ta Anh ta có yêu em đâu Mà em phải lụy tình như thế chứ Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu Buông tôi ra Diệu nói xong thì vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Luân Rồi rời đi Luân đứng chôn chân tại chỗ Mà trong tim như có hàng ngàn con dao đâm vào Anh biết bản thân mình hoàn toàn không xứng với Diệu Nhưng anh vẫn luôn mong Có một phép màu nào đó xảy ra Để Diệu có thể để ý đến anh Diệu sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Luân thì cảm thấy tội lỗi và sợ hãi cô sợ gia đình hoàng phong phát hiện ra việc cô không còn trong trắng nữa nên cô đã tìm đến bố mình nói ra chuyện hoàng phong muốn hủy bỏ hôn ước cô muốn bố mình sẽ nói chuyện với bố của hoàng phong và mong muốn hôn lễ sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất con nói sao cậu ta hủy bỏ hôn ước với con sao diệu vừa khóc lóc vừa nói dạ bố ạ bố nhất định phải giúp con nói chuyện với gia đình bên kia con không thể mất hoàng phong được đâu bố con yêu anh ấy lắm được rồi bố nhất định sẽ giải quyết chuyện này con cứ yên tâm đi nếu cậu ta không đồng ý thì bố sẽ rút vốn khỏi công ty lúc đó để xem công ty của cậu ta có đứng vững được nữa hay không ngay sau đó bố của diệu đã gọi điện cho bố của hoàng phong để nói hết mọi chuyện với ông ông hoàng lâm nghe thấy chuyện con trai mình đang yêu một đứa nhân viên quét dọn trong công ty thì tức giận mà gọi hoàng phong về nhà ngay Bố gọi con về có chuyện gì sao Chuyện con tự ý Hủy bỏ hôn nước với con bé rượu là sao Con bị điên rồi đúng không Vậy là cô ấy đã nói ra hết mọi chuyện rồi hả Đúng như vậy bố ạ à. Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu Ý con là con yêu con bé nhân viên quét dọn ư Đầu óc con có vấn đề rồi phải không Không hẳn là yêu Mà con với cô ấy còn có một đứa con gái 3 tuổi nữa Cái gì đứa con gái ba tuổi là sao truyền kể ra thì sẽ dài dòng nhưng con muốn nói với bố là con sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho hai mẹ con cô ấy con sẽ không thể kết hôn theo ý bố được con có biết việc con hủy hôn ước với con bé rượu thì công ty chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không bố đừng ích kỷ như vậy có được không bố vì lợi ích của công ty mà muốn phá hủy cả một tương lai của con trai mình hay sao nhưng nó là gia sản cả đời của gia đình ta con muốn công ty phá sản đúng không con nhất định sẽ tìm cách cứu vãn công ty chỉ xin bố đừng ép con phải cưới người mà con không yêu bố không đồng ý con xin lỗi nhưng con không thể làm như vậy được con không giống bố con sẽ không bỏ rơi người phụ nữ mà con yêu thương con sẽ không bỏ rơi gia đình của mình dù có phải trở thành một kẻ đầu đường xó chợ đi nữa con nhất định cũng sẽ bảo vệ gia đình con Bố không nhớ mẹ đã ra đi như thế nào sao? Bố kiếm nhiều tiền để làm gì, trong khi ngay cả hạnh phúc của riêng mình bố cũng không có. Bố đã bao giờ chứng kiến cảnh mẹ ngồi gục bên mâm cơm chờ bố về nhưng mãi không thấy, lúc mẹ ngồi tủi thân khóc một mình khi nhìn vào ảnh cưới của hai người đã bao giờ bố thấy cảnh đó chưa? Này Hoàng Phong, con nói sai hay sao mà bố lại lớn tiếng với con? Con không giống bố. Con không thể ích kỷ giống như bố được, người phụ nữ con yêu nhất định con sẽ bảo vệ thật tốt, con sẽ không bao giờ để cô ấy về cô đơn, phải tủi thân giống như mẹ đã từng vì bố, cả đời này con cũng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Con gọi mẹ con cô ta đến đây, bố muốn nói chuyện với nó. Bố muốn làm gì? Con không gọi, thì để bố kêu cậu Luân đến đón cô ta. Ông Hoàng Lâm nói xong, thì ra lệnh cho Luân đón mẹ con Hạ Nhi đến nói chuyện. 20 phút sau, hai mẹ con Hạ Nhi đã đến căn biệt phủ rộng lớn. Hạ Nhi lo lắng không biết lần này chủ tịch gọi cô đến để làm gì, trong khi con gái cô thì lại tung tăng vì đây là lần đầu tiên con bé được đến một nơi xa hoa lộng lẫy như thế. Vào đến nhà chính, giúp việc đã theo lệnh của ông chủ dẫn hai mẹ con Hạ Nhi vào phòng. Hạ Nhi bước vào thì nhìn thấy Hoàng Phong cũng đang ngồi đó với chủ tịch cả hai người đều đang rất căng thẳng con bé dư hấu nhìn thấy ông hoàng lâm thì lễ phép dư hấu chào ông ạ à. sau đó con bé chạy một mạch đến xà vào lòng hoàng phong bố ơi bố cũng đang ở đây ạ à? ừ con gái ngoan bây giờ con ra ngoài chơi cùng với dì giúp việc để bố mẹ nói chuyện với ông nhé lát xong việc bố đưa con đi ăn gà rán chịu không dạ được ạ nói xong hoàng phong kêu dì giúp việc dẫn dư hấu đi chơi. Trước khi rời đi, con bé còn lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi mới ra ngoài. Ông Hoàng Lâm ngồi đó, nhìn đứa cháu nội từ trên trời rơi xuống lém lỉnh, đáng yêu như thế, thì cũng giãn cơ mà ra một chút. Ngay lập tức, ông lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình mà hỏi Hạ Nhi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, chủ tịch, con 24 ạ. À. Đứa bé năm nay 3 tuổi, vậy tức là cô quen con trai tôi năm 20 tuổi sao tôi lại không biết? Dạ, cái đó là chuyện của 4 năm trước. Tụi con, ông Hoàng Lâm không đợi Hạ Nhi nói xong mà cắt ngang lời cô. Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền? Dạ, ý bác là sao ạ? À? Hoàng Phong ngồi bên cạnh nghe bố mình nói như thế thì cũng sững sờ. Bố đang nói cái gì vậy? Còn cứ ngồi yên để bố nói chuyện với cô ta. Ông Hoàng Lâm lại tiếp tục hỏi Hạ Nhi. Cô trả lời đi bao nhiêu tiền thì cô sẽ rời khỏi con trai tôi hạ nhi nghe thấy thế thì hiểu ra mọi chuyện bác gọi cháu đến đây chỉ để nói từng đấy thôi ạ à? cháu xin lỗi nếu như cháu có nói gì thất lễ nhưng cháu không cần tiền của bác ạ à? cô đang chê tiền sao cháu không có ý đó ngay từ đầu mục đích cháu giấu không cho anh hoàng phong biết về sự tồn tại của con gái cũng bởi lý do này cháu mong bác sẽ hiểu cháu thật sự yêu anh hoàng phong chứ không phải vì tiền đâu ạ à? nhưng cô không xứng đáng với con trai tôi hoàng phong ngồi bên cạnh lúc này không nhịn nổi được bố mình nữa anh nói lớn bố thôi đi bố nghĩ ai cũng xem tiền là trên hết như bố sao con thật thất vọng về bố đấy hoàng phong nói xong thì đứng dậy dắt hạ nhi rời khỏi đó em đứng dậy đi về không cần ở đây thêm nữa nhìn hoàng phong rời đi ông bố tức giận không nói nên lời là một người từ trước tới nay nói gì con trai cũng nghe theo nhưng nay con trai ông lại vì một người phụ nữ mà đối đầu với ông ông tức giận chứ cũng không làm được gì khác ông không muốn phá hủy tương lai của đứa con trai duy nhất nhưng cũng không thể để tiêu tan sự nghiệp mà ông gây dựng mấy chục năm nay càng nghĩ càng khiến ông đau đầu hoàng phong trên đường đưa mẹ con hạ nhi về nhà vẫn không ngừng an ủi cô em đừng để ý những điều mà bố anh nói nhất định anh sẽ bảo vệ mẹ con em anh nói được làm được nhưng em thấy bố anh nói đúng mà em không xứng vì anh nhưng em thật sự không phải là vì tiền em đừng có suy nghĩ như vậy anh mặc kệ có xứng hay không nếu không lấy được em anh cũng sẽ không lấy ai khác chúng ta còn có dư hấu nữa không phải là sao chúng ta là một gia đình mà vâng em sẽ cố gắng ông hoàng lâm sau khi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện thì quyết định gọi cho bố của Diệu Để nói về chuyện của hai người Ông Hải ạ à, Tôi đã cố khuyên nhủ thằng bé Nhưng nó bảo nó không yêu con bé Diệu Thiết nghĩ phận làm cha Thì không nên ép buộc con mình Làm những điều mà nó không thích Tôi biết chuyện này sẽ đả động đến việc hợp tác Của hai công ty Nên mong ông cũng hiểu cho tôi Vậy ý ông là chuyện hôn lễ của hai đứa Sẽ hủy bỏ sao Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đó Ông Hải à Giữa chúng ta ngoài chuyện làm ăn trên thương trường Thì cũng là những người bạn chí cốt Ông chắc cũng hiểu việc Nếu không yêu nhau Mà bất chấp cưới nhau Thì chúng sẽ khổ như thế nào mà Mà người tổn thương nhất sau này Sẽ là con bé rượu thôi Thật sự tôi rất thất vọng về chuyện này Tôi chỉ có một đứa con gái Bây giờ mọi chuyện xảy ra như thế này Tôi biết nói mới nói làm sao đây Thật tình là tôi rất xin lỗi Ông biết tính tôi từ trước đến nay chuyện gì ra chuyện đó mà nhưng có những chuyện chúng ta cũng cần xem xét về mặt tình cảm đừng để vì những người cha người mẹ mà hủy hoại tương lai của con cái ầm ừ, tôi hiểu rồi tôi sẽ tìm cách nói khéo với con Diệu không được làm thông gia với ông cũng có chút buồn đấy cảm ơn ông vì đã thông cảm dù không là thông gia nhưng chúng ta cũng đã là những người bạn chí cốt mà đúng rồi chúng ta bây giờ cũng già rồi nghỉ hưu được rồi cũng phải giao lại mọi thứ cho con cái nó quản lý thôi vâng tôi cũng tính như vậy nhưng vẫn còn lo lắm có thời gian rảnh thì chúng ta gặp nhau làm chén trà rồi ngồi đàm não cho vui nhất trí ông hoàng lâm mặc dù rất thất vọng về quyết định của hoàng phong nhưng nghĩ lại những gì con trai đã nói ông lại thấy chạnh lòng cả cuộc đời ông chỉ biết lao vào kiếm tiền mà lãng quên đi người vợ ngày nhớ đêm trông ở nhà cuối cùng dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể cứu sống được vợ ông có lẽ đây là điều duy nhất mà ông có thể làm được cho con trai mình diệu sau khi nghe bố mình nói gia đình hoàng phong quyết định hủy hôn ước thì cô đã làm loạn lên nhưng đã bị ông bố mắng cho một trận vì cho rằng cô không biết suy nghĩ mà chỉ làm càn diệu càng cảm thấy hận hoàng phong và hạ nhi hơn nên tìm đủ mọi cách để trả thù thế nhưng từ trước đến nay cô chỉ biết ham chơi không lo tìm hiểu công việc làm ăn của công ty nên cô không biết gì cả đúng lúc cô đang bế tắc không biết làm gì tiếp theo thì một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu cô cô nhớ đến luân là trợ lý thân cận của hoàng phong anh ta nhất định sẽ có cách giúp cô nghĩ vậy cô gọi điện hẹn gặp luân ra một quán cà phê gần công ty em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế diệu liền nắm lấy tay của luân mà nhỏ nhẹ anh nói là anh yêu em đúng không ừ anh yêu em vậy anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi chuyện chứ chỉ cần là em muốn anh nhất định sẽ làm tất cả vì em vậy anh giúp em một việc được không có chuyện gì em nói đi giúp được nhất định anh sẽ giúp những tài liệu quan trọng của công ty hoàng phong anh có biết là ở đâu không sao em lại hỏi chuyện đó đương nhiên là ở chỗ hoàng phong rồi vậy anh giúp em lấy những tài liệu đó được không nhưng là để làm gì chứ em đang rất cần chúng anh có thể giúp em được không em năn nỉ anh đấy luân nhìn ra được ý đồ không tốt của diệu thì từ chối ngay thôi không được đâu làm như vậy là phản bội đó anh xin lỗi anh không giúp em được đi mà không phải anh bảo sẽ làm tất cả mọi thứ về em hay sao anh có thể làm tất cả mọi thứ trừ việc phản bội hoàng phong Em thừa biết những tài liệu đó liên quan đến sự sống còn của công ty mà. Nhưng em muốn có chúng. Nhưng Luân có chút do dự, thì Diệu lại dùng mỹ nhân kế để tấn công. Chỉ cần anh giúp em lấy những tài liệu đó, em sẽ đồng ý yêu anh. Em em nói thật chứ? Thật, anh không tin em hả? Vậy còn Hoàng Phong thì sao? Em bây giờ rất hận anh ta, em chỉ muốn làm anh ta suy sụp và mất hết tất cả thôi. Nhưng em làm vậy là cũng liên lụy đến công ty của bố em đấy. Công ty của bố em đang nắm giữ hơn 30% cổ phần. Nếu công ty bên Hoàng Phong phá sản thì công ty của bố em cũng không thoát được đâu. Em mặc kệ, chỉ cần lật đổ được Hoàng Phong bằng giá nào em cũng sẽ đánh đổi. Sự thù hận vì bị từ chối trong tình yêu đã khiến cho rượu mù quáng mà có những quyết định ngu ngốc. Cô không biết rằng việc làm sắp tới của cô sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào từ lúc dụ dỗ được luân làm theo ý mình diệu ngày nào cũng thúc giục luân cô dùng mọi cách để quyến rũ để thao túng tâm lý của luân nhằm dẫn anh vào con đường tội lỗi đương nhiên dù luân có giúp cô lấy tài liệu mật của bên công ty hoàng phong đi chăng nữa cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý yêu luân liệu rằng luân có vì thứ tình cảm ảo mà diệu vẽ ra thao túng anh làm những chuyện xấu hay không một tháng sau luân đã hẹn gặp diệu và đưa cho cô một chiếc usb trong đây có chứa đầy đủ những thứ mà em đang cần diệu thấy thế thì vui mừng mà cầm lấy anh giỏi quá em cảm ơn anh nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ một khi những tài liệu ở trong đó tràn ra bên ngoài thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy đấy em biết mà anh ghi yên tâm em đã tính toán cả rồi Thế còn việc em bảo em sẽ đồng ý yêu anh thì sao? Bây giờ em đồng ý được rồi chứ Chuyện đó tính sau đi Bây giờ em còn có chuyện quan trọng hơn phải lo rồi Em tính lật lọng sao? Không phải thế Chờ em lật đổ xong hoàng phong Em nhất định sẽ yêu anh Anh chờ đi Em không lừa anh đúng không? Ngốc quá Sao em dám lừa anh được? Ừm vậy thì anh chờ Vậy thôi em đi trước đây Em còn một số việc phải giải quyết." Diệu nói xong thì rời đi ngay, bỏ lại Luân ngồi đó với những cắn rứt trong lương tâm. Anh sợ Diệu sẽ lừa dối mình chỉ vì để có được những tài liệu đó. Thật sự anh đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra một quyết định táo bạo như vậy. Diệu sau khi có được chiếc USB chứa những tài liệu mật của công ty Hoàng Phong, ngay lập tức cô đã hẹn gặp công ty đối thủ của Hoàng Phong với mục đích bán những thông tin này cho hắn ta. Sao hôm nay đại tiểu thư công ty Hải Nam lại đích thân hẹn gặp tôi như thế này? Quý hóa quá. Anh quá lời rồi, phải có chuyện quan trọng thì tôi mới đích thân tìm gặp anh chứ. Chắc cô cũng biết mối quan hệ cạnh tranh giữa công ty tôi và công ty Hoàng Phong mà. Cô lại sắp trở thành bà chủ của Hoàng Phong nữa, thì hẹn gặp tôi để làm gì? Tôi tưởng báo đài đã đưa tin việc hủy hôn của tôi và Hoàng Phong rồi chứ ừ thì là vậy nhưng hai công ty vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau còn gì thôi tôi không muốn nhiều lời nữa vào thẳng vấn đề chính luôn anh muốn có tài liệu mật của công ty hoàng phong đúng không ha <laughs> ha câu hỏi của cô hình như là thừa thải quá thì phải một miếng mồi ngon thì đương nhiên là phải tranh giành nhau rồi đúng không tôi sẽ cho anh những tài liệu đó nhưng với một điều kiện cô nói đi anh không được tiết lộ chính tôi là người đã đưa nó cho anh Ha <laughs> ha, tôi tưởng thứ cô cần là tiền chứ. Đương nhiên, tôi làm sao ngu ngốc đến mức tiết lộ danh tính người đang giúp tôi được. Tiền thì tôi không thiếu. Tôi bây giờ chỉ muốn lật đổ cái tên khốn nạn đó thôi. Ha, <laughs> nghe cái giọng là biết cô bị anh ta từ chối rồi. Đừng chọc tôi, nếu không anh sẽ không có được thứ gì đâu. Thôi được rồi, nhưng làm sao tôi tin được những thứ mà cô đưa? Đúng là tài liệu mật của công ty Hoàng Phong? Lúc này Diệu lấy trong túi sách ra Chiếc USB rồi đặt lên bàn Con người tôi trước giờ Chưa biết nói đùa với ai Người kia nhìn thấy miếng mồi ngon Đặt trên bàn Thì nhanh chóng tính lấy Nhưng bị Diệu ngăn cản Anh nhớ là phải giữ lời hứa đấy Chúng ta bây giờ cùng chung một thuyền rồi Nên anh đừng hòng lừa gạt tôi Tôi biết rồi Nhất định tôi sẽ giữ kín danh tính của cô Mấy ngày sau Diệu chờ mãi Nhưng vẫn chưa thấy trang báo nào đăng tin công ty giải trí hoàng phong phá sản cả ngày coi cứ cầm điện thoại lướt lướt tin tức nhưng vẫn không thấy gì lúc này luân lại gọi điện cho diệu alo có chuyện gì vậy sao anh phiền phức quá em sao vậy em bảo sẽ đồng ý làm người yêu của anh mà mấy ngày rồi mà em vẫn chưa trả lời nên anh mới gọi diệu lúc này đang bực mình vì cái tên kia vẫn chưa chịu tung những tài liệu mật đó lên nặng lời minh luôn. Làm người yêu cái gì? Anh bị ảo tưởng hay sao? Nghĩ sao mà tôi lại đi yêu một thằng trợ lý quèn như anh chứ? Em em nói vậy là có ý gì? Em lật lọng đúng không? Ờ, à, tôi lật lọng đấy. Ai bảo anh tin lời tôi làm gì? Đúng là dại gái. Em, tôi không ngờ em lại là loại người như thế đấy rượu ạ. À. Loại người gì thì anh cũng không bao giờ xứng với tôi đâu. Thật là phiền phức. Diệu nói xong thì tắt máy, cô lại gọi điện cho người kia. "Này, anh vẫn chưa tung những tài liệu đó ra hay sao? Làm ăn gì mà chậm chạp vậy?" "Tung cái gì? Có cái gì để mà tung? Chiếc USB cô đưa cho tôi không có một tài liệu gì ở trong đó hết. Tôi cũng đang định gọi hỏi cô cho rõ đây, cô đang trêu đùa tôi đấy hả?" "Sao lại có chuyện như vậy được? Anh có nhầm lẫn gì không đấy? Anh kiểm tra kỹ chưa? Rõ ràng toàn bộ tài liệu mật của công ty Hoàng Phong" đều ở trong đó mà thôi cô im đi tôi đúng là điên mới đi tin lời cô mà đời nào cô lại bán đứng công ty hoàng phong chứ thật là phí thời gian mà người kia tắt máy khiến diệu bàng hoàng không tin vào tai mình rõ ràng đó chính là chiếc usb mà luân đã đưa cho cô tại sao trong đó lại chống không được cô lại nhấc máy gọi điện cho luân nhưng lần này người nghe máy lại là hoàng phong này anh luân anh đang lừa gạt em có đúng không em vừa kiểm tra chiếc usb anh đưa cho em và ở trong đó không có tài liệu mật nào của công ty hoàng phong hết cả anh trả lời em đi sao anh lại không nói gì anh là hoàng phong đây diệu nghe thấy thế thì suýt làm rơi chiếc điện thoại ở trên tay anh anh là hoàng phong sao sao anh lại nghe điện thoại của anh luân em đến công ty liền đi mọi người đang chờ em ở đây hết cả rồi Diệu nghe xong cuộc điện thoại Thì liền thay đổi sắc mặt Cô nhanh chóng lái xe đến công ty Bước vào phòng làm việc của Hoàng Phong Cô ngỡ ngàng khi thấy có cả Luân Bố Hoàng Phong và cả bố mình cũng ở đây Sao, sao mọi người lại ở đây hết vậy? Em ngồi xuống đi Diệu tuy có chút lo sợ Nhưng vẫn ngồi xuống Lúc này Hoàng Phong lấy ra một đoạn ghi âm Rồi mở cho tất cả mọi người cùng nghe Mọi người cùng nghe đi đó chính là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa luân và diệu cái hôm luân đưa usb cho cô hóa ra ngay từ đầu luân đã bắt tay với hoàng phong để vạch trần ý đồ xấu xa của diệu vào cái hôm diệu rủ luân ra ngoài đi ăn lúc diệu đi vệ sinh thì điện thoại cô để ở trên bàn có tin nhắn đến vì tin nhắn đến liên tục nên luân đã tò mò mà cầm lên đọc những dòng tin nhắn hiện lên khiến trái tim luân bị bóp nghẹt ý bà là cái tên trợ lý của anh hoàng phong yêu bà ấy hả thế hóa ra bà giả vờ đồng ý yêu anh ta để lợi dụng anh ta lấy tài liệu mật cho bà à? bà cũng cao tay lắm nha mà cũng phải thôi một người vừa xinh đẹp vừa giàu có như rượu nhà ta đây sao có thể yêu một người thấp hèn như thế được bao giờ có chuyện gì hot nhớ kể tôi nghe đấy hóng lắm đấy sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy luân đã mất hết niềm tin vào rượu mặc dù anh rất yêu cô nhưng anh không chấp nhận được việc cô xỉ nhục mình như vậy, thậm chí cô còn đem tình cảm của anh ra để diêu dao và làm trò vui với những người khác. Anh đã quyết định đem chuyện này nói với Hoàng Phong để tìm cách giải quyết. Chiếc USB chống đó cũng chính là Hoàng Phong đã đưa cho Luân để gạt rượu. Không ngờ cô ta lại có thể mắc bẫy dễ dàng như thế. đúng là những người hay tỏ ra là mình thông minh thì thường chẳng làm được cái gì. Sau khi đoạn ghi âm được phát ra Bố của Diệu đã ra tay tát con gái mình Kèm sự tức giận Đồ ngu Bố không nghĩ con lại có thể làm ra những trò hèn hạ như vậy đâu Còn Con có biết Nếu chuyện này đồn ra bên ngoài Thì cả hai công ty sẽ bị tổn thất bao nhiêu không Sao con lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế chứ Bố Bố con xin lỗi Con biết con sai rồi Con xin lỗi Đáng lẽ ra bố không nên để con ở lại đây ngay từ đầu bố nên nghe lời mẹ để con sang Mỹ du học có phải hơn không? Con thu xếp ngay về bên Mỹ sang đó mà học hành cho thành người Bố con không muốn sang đó đâu con xin bố Bố đã quyết định rồi Một là sang Mỹ Hai là ra khỏi hộ khẩu Kể bố có đứa con gái nào lại ra tay hãm hại ngay chính công ty nhà mình không? Ngủ hết chỗ nói mà Nếu không có cậu Luân báo lại chuyện này cho Hoàng Phong Thì có phải bây giờ cả đám đang ở trong nhà đá rồi không? Còn gì lỗi? Đi về nhà thu xếp hành lý ngay. Sau sự việc đó, Diệu đã phải sang Mỹ du học. Bố của Hoàng Phong cũng đã tin tưởng mà giao lại công ty cho Hoàng Phong. Không những thế, ông cũng đã quyết định để Hoàng Phong tự lựa chọn con đường và tương lai của mình. Ngày Diệu ở sân bay sắp rời đi, Luân cũng có mặt ở đó. Mặc dù biết Diệu là một người phụ nữ mưu mô, nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu cô được Cũng chỉ vì yêu cô Không muốn cô lún sâu vào những tội lỗi Nên Luân mới quyết định Nói hết mọi chuyện với Hoàng Phong Nhìn thấy Luân cứ lấp ló nhìn mình Diệu cũng cảm thấy Có chút động lòng và hối lỗi Em xin lỗi Đáng ra em không nên chiêu đùa tình cảm của anh như vậy Không sao đâu Em qua đó nhớ học hành chăm chỉ nhé Nhớ ăn uống đầy đủ Đừng thức khuya quá Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe diệu nhìn thấy người đàn ông trước mặt dù cô có gây ra bao lỗi lầm vẫn đối xử ấm áp với cô như vậy thì cô lao đến ôm chầm lấy anh anh chờ em nhé khi trở về nhất định em sẽ đồng ý yêu anh em không thất ứa với anh lần nữa chứ không lần này là thật em hình như cũng đã yêu anh mất rồi diệu nói xong thì hôn nhẹ lên môi luân rồi rời đi lần này luân không buồn nữa mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng thì anh cũng đã có được trái tim của người con gái anh yêu Hoàng Phong và Hạ Nhi sau đó cũng đã về chung một nhà đám cưới của họ không lớn vì Hạ Nhi muốn như thế nhưng ở đó có đông đủ mọi người cùng những niềm vui và lời chúc phúc của gặp gỡ định mệnh đã mang đến cho họ một tình yêu tuyệt vời cùng cô con gái đáng yêu nhất trên đời sau ngày cưới dư hấu ở nhà chơi với ông nội còn Hạ Nhi thì đi học đại học để sau này về tiếp quản công ty chung với chồng mình. Cuộc sống của một gia đình nhỏ cứ bình yên và hạnh phúc như thế. Còn Luân và Diệu, dù ở hai đất nước khác nhau, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện hỏi thăm nhau. Cả bốn người họ bây giờ đã trở nên thân thiết với nhau như người một nhà. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo định mệnh đã đưa hạ nhi và hoàng phong đến với nhau giờ đây thì họ đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc còn diệu sau khi trêu đùa tình cảm với luân cô cũng đã nhận ra sai lầm của mình và rồi hẹn ước cùng với luân câu chuyện kết thúc trong sự mong mỏi của mọi người phải không quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại